Vâng, chào mừng xuân năm mới 2024 thì em xin gửi lời chúc Tết tới quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Đó, thì bác nào có muốn mua hàng thì khẩn trương, bên em cũng chỉ tầm khoảng trên 10 ngày nữa là bên em sẽ nghỉ Tết, tại vì các đơn vị vận chuyển họ sẽ nghỉ các bác nhé. Thì bên em cũng xin phép là nghỉ Tết thôi. Thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đó, và luôn đạt được mọi thành công trong cuộc sống cũng như là một năm mới tràn ngập niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các cái mã cũ mới, thì em lại lên video để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái đèn măng sông nhá. Đấy. À đèn dầu, các bác lên cho em là đèn dầu. Xin lỗi các bác. Đấy, con này thì giá chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chất liệu của nó thì hợp kim và sơn giả đồng rất là đẹp luôn nhá. Sơn màu giả đồng rất là đẹp như này. Con này thì các bác có dùng thì dùng đa di năng luôn, đề co trang trí này. Đấy, phòng ăn, phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn, rồi các bác có thể dùng để mình sử dụng trên ban thờ, trực tiếp trên ban thờ là mình đốt lên, mình sử dụng trên ban thờ mình thờ cúng nó cũng rất là đẹp. Đấy, về nhà thì các bác nâng cái lẫy này lên cho em này, sau đó thì mình châm dầu vào đây này. Đấy. À, châm lửa vào đây. Đấy, các bác châm lửa vào đây cho em. Đó. Sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào, đẩy cái lẫy vào như bình thường. Và về nhà cho dầu thì các bác xoáy cái đầu này ra. Đấy. Các bác xoáy cái này ra đây. Đấy, xoáy cái này ra. Và các bác đổ dầu vào đây cho em nhé, đổ dầu vào đây. Đấy. Xoáy ra các bác đổ dầu dầu đốt ấy, hoặc là các bác ra cái chỗ họ bán đồ thờ ấy. Các bác ra chỗ họ bán đồ thờ thì nó sẽ có bán cho bác là cái loại dầu chuyên để mình đốt. Đấy, người ta gọi nôm na nó là dầu thờ nhá. Dầu thờ thì những cái dầu đấy nó thứ nhất là nó không bị mùi, thứ hai là nó thơm và nó sạch sẽ nhá. Đó thì có chỗ họ bán luôn cái dầu thờ ấy luôn. Thì các bác ra cái chỗ hàng bán đồ thờ là có. Giá thì cũng chỉ có vài chục nghìn cho một chai thì và đốt được rất lâu. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn dầu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm rất là to, đó là một cái thùng đựng gạo nhá, thùng đựng gạo. Con này thì cái dung tích của nó sẽ được vào khoảng là đi nó sẽ vào khoảng là đi 10 cân nhá, 10 cân. Đó. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Dung tích của nó thì vào khoảng 10 cân gạo nhá, 10 cân gạo. Đây các bác này, rất là to luôn. Đó. Hàng này thì khi mà bên em gửi cho các bác nó đã lắp ráp nguyên đai nguyên kiện như này rồi. Lắp ráp nguyên đai nguyên kiện này rồi, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, đây. Nó đã lắp ráp nguyên đai nguyên kiện này rồi, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi nhá. Nó rất là tiện đây. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái thùng đựng gạo như này, có nắp đậy này. Nắp đậy này. Đấy. Và khi các bác sử dụng thì ưu điểm của con này nó sẽ là hàng nó sẽ có cái độ dốc nhất định này. Và các bác chỉ cần nhấp này là gạo nó chảy xuống này. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái âu này, thì vừa là âu vừa là chức năng để vo gạo luôn. Vừa chức năng vo gạo luôn thì các bác cho gạo vào đây mình vo này, sau đó thì mình chỉ gạn đi là đây nó có cái phần giá chấm lỗ này. Đấy là gạo nó sẽ đọng lại ở đây. Thì nó sẽ là một cái thùng gạo như này. Đấy các bác cứ nhấp vào đây là nó sẽ chảy xuống này. Đây nó có lỗ này. Đấy, lỗ đây. Đấy. Nhấp vào đây là nó sẽ máy thái rau á. Nhấp vào đây là nó sẽ chảy xuống này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Thì con thùng đựng gạo này giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Có nắp đậy thứ đàng hoàng. Hàng thì của thương hiệu Hokiro, hàng của Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, đấy. Việt Nhật nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một cái thùng đựng gạo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo, giá sẽ là 180k. Con này thì nói chung là về nhà các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích thôi. Vừa vặn bây giờ mình cũng không nấu nhiều gạo nữa đây. Đấy, mã sản phẩm này, màu ghi này, công ty sản xuất nhựa Việt Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Lên cho em là thùng gạo, giá sẽ là 180k nhá. Đó, thùng gạo này. Thùng gạo giá sẽ là 180k. Đó, 180.000 cái thùng đựng gạo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái bộ vít đen nhá. Bộ vít đen thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một đầu vít này. Một đầu vít và một tay công như này các bác này. Đấy, một đầu vít. À, một cái bộ đầu vít như này bao gồm 8 6 chiếc nhá. 2 này, 4 6 chiếc, 12 đầu và một cái bộ tay công như này để các bác dùng để mình vặn vít này. Đấy.
Con này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa là trợ lực này, vừa là xoáy nhanh luôn, và có đảo chiều nhá. Đấy, trợ lực xoáy nhanh có đảo chiều cho các bác, cho nên nó rất là tiện dụng. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá chỉ có 60 cành trong cái bộ này thôi. 60k trong cái bộ này nhá. Vừa làm tô vít, vừa có chức năng trợ lực cho các bác rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k. Đấy. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60k trong cái bộ vít đen trợ lực như này, 60.000 các bác nhé. Rất tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình xoáy các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lấy giấy tai đèn nhá, giá sẽ là 60.000. Con này thì hàng đa di năng luôn. Có đầy đủ các chi tiết cho các bác, bao gồm là các cái phần lấy giấy tai này, đèn này, pin đầy đủ cho bác luôn. Đấy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, thì ở đây đầu tiên nó sẽ là một con gắp nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để gắp này. Đấy, chuyên dùng để gắp. Ở đây nó sẽ có cái cản pin ở đây, các bác chỉ cần là lấy cái cản pin này ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái phần cản pin để chống hết pin. Đây, đây nhá. Đây nhá. Ví dụ trong bàn tay em tối này, các bác đưa vào này, đấy nó sẽ sáng để mình lấy này. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sáng chưa? Bỏ ra tối om không nhìn thấy gì luôn. Cho vào sáng trưng các bác nhá. Đấy, sáng tận trong cùng luôn, các bác thấy chưa? Đó thì nó rất là tiện để cho mình lấy nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái con dài này nữa. Con dài này thì nó sẽ có hai đầu lấy này. Có hai đầu lấy như này. Có hai cái đầu lấy như này các bác nhá. Và kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Giá rất là rẻ, chỉ có 60.000 thôi. Mà combo cho các bác quá nhiều món luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy các bác. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, lắp pin vào. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều âm dương cho em nhá. Đúng chiều âm dương để tránh cái việc là nó không lên nhá. Đấy đây. Lắp pin vào này, bật này, đấy, đèn lên rất là sáng luôn nhá. Sau khi đèn lên rồi thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu lấy dây tai như này, hai cái đầu lấy dây tai như này thì tùy theo các bác có thể lấy một trong hai, các bác lắp vào này, đấy, lắp vào cho em để mình lấy dây tai. Đây, ví dụ đây đang là tối om nhá, các bác đưa vào này, đấy, sáng trưng luôn, đưa đầu sáng đấy luôn, tiện chưa? Đó, để các bác lấy cho người già này, cho trẻ con rất là ok nhá. Hoặc là anh em làm thợ lấy con này thì không cần phải dùng đèn pin nữa, nó rất là tiện. Đó, thì giá chỉ có 60.000 thôi. Combo cho các bác hai cái lấy, hai sản phẩm, một cái lấy một cái gắp, và đầy đủ cho các bác luôn, mà giá chỉ có 60k thôi nha, 60.000 thôi, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là lấy dây tai đèn nha, lấy dây tiền đèn, giá sẽ là 60.000, 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái đây, các bác lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng nhá, ổ điện vàng. Đấy, ổ điện vàng. Đây nó sẽ là một con ổ đa di năng luôn các bác này. Đấy, đa di năng luôn. Rất đa di năng các bác nhá. Các bác có thể dùng để làm, mình làm thợ làm nghề này, dùng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Giá sẽ là 45k. Có lên cho em là ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng này. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một chiếc như này. Ở đây thì về nhà các bác xoáy ốc này ra đấu dây vào cho em. Và nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 đầu cắm như này nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 5 đầu cắm như này. Lên cho em là ổ điện vàng nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Đó. Bỏ cho anh kia hộp bàn cháy. Hộp bàn cháy răng đây. Cái hộp. Hộp nhà kem ấy. Hộp nhà kem. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 30 chiếc. Thì bên shop có thể là bán lẻ hoặc là bán combo cả hộp luôn. Đó, có bán lẻ, có bán combo cả hộp cho các bác nhá. Đấy. Bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái. Đấy, còn bán combo thì sẽ là 10.000. 10 cái là 40.000 và 30 cái là 110.000. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea các bác này, Korea của Hàn Quốc này. Đấy. Mã tem mã vạch đàng hoàng. Bên này siêu thị đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Hàng nó đang bán ở Việt Nam mình là 36.000 nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây Korea các bác này. Đó. Và giá bên shop bán cho các bác giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Một cái bàn chải đánh răng như này được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Rất là mềm mịn này, rất mềm mịn cho các bác luôn. Và cái giá thì giá này là giá rất là rẻ rồi. Nói chung là cái giá này là giá ưu đãi để tri ân khách hàng rồi. Rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì giá sẽ là như sau. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k. Em bán thấp nhất 4 cái
10 cái là 40k và cả hộp này là 30 cái luôn, sẽ là bằng 110.000 nhá. 110.000 cho một hộp như này, 30 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn đựng trong một cái hộp nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá, có quai đeo rồi có cáp sạc nhá. Đấy, và có cho các bác là một con đèn như này. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, ánh sáng vàng này, đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Đấy, và rất là nhiều tính năng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng nữa, đó là cái bật lửa nhá. Cái bật lửa thì các bác giữ lì như này là đèn nó lên, là bật lửa nó lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ lại tắt nhá, giữ lì nó sẽ lại tắt cho em. Đó, thì chức năng của nó rất là đơn giản thôi. Đấy, khi các bác muốn bật lửa này lên thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì cho đèn lên là nó sẽ lên, và khi tắt thì các bác cũng giữ lì cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì cho em tầm khoảng 3 đến 5 giây là nó sẽ tự tắt các bạn. Đấy, các bác theo. Bật lửa này nam châm hít này, các bác có thể để kê lên này này, rất là tiện luôn nhá. Và rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, sáng chói chang luôn, sáng lóe mắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm bao nhiêu nhỉ? 100.000 tròn cho cái con đèn hộp nhôm như này nhá. Đấy, lên cho em là đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm, giá của nó sẽ là 100k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Cuối năm tết nhất đến nơi rồi thì các bác dùng cái găng tay thức ăn này để mình vệ sinh này. Đấy, rồi nói chung là làm nem, làm nộm, làm thực phẩm, làm thức ăn rất là ok. Đây, đấy, các bác thấy chưa? Cho vào nó rất là ngon luôn. Đấy, rất là vừa vặn nhá. Em là tay đàn ông to, rất là to luôn mà còn vừa như này. Tay phụ nữ thì dùng nó khá là ok đây nhá. Đấy, có cái độ dai, độ bám rất là tốt luôn. Có thể cầm bút viết thoải mái nên các bác làm nghề, làm nộm, làm nem cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn. Thức ăn giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, 80 đến 100 cái. Giá sẽ là 25.000 cho một cái bộ hộp găng tay thức ăn như này nhá. Đấy, 25.000 thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Đây nó sẽ là một con bếp rất là mini nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Đây, mở ra như này. Đấy, sau đó thì mình mở cái phần chân này ra cho em. Con này thì giá rất là ưu đãi nhá, hàng nội địa của Nhật mà giá rất Việt Nam cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Và có đánh lửa tự động này, đánh lửa tự động. Khi đi du lịch các bác chỉ cần mang cho em 2 bình ga, 3 bình ga đi là mình có thể dùng để chế biến thực phẩm được rồi. Ví dụ như các bác dùng để mình câu cá này, mình ăn lẩu này. Đấy, hoặc là hấp, rán, chiên đồ ăn đều ok hết nhá. Có túi đựng này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên thì em là bếp ga mini. Giá sẽ là 100k nhá. Bếp ga mini này. Bếp ga mini. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000. Đó. Đây. Đấy, từ nãy giờ em đang đeo cái găng tay thức ăn này, em quay cho các bác vẫn rất ngon lành luôn. Không hề có hề hấn gì nhá, rất là ok, ngon lành luôn. Đấy, rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bạn. Đấy, một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá. Ba cái cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn. Đó, bỏ tranh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này. Để các bác mình dán vào đây cho em, hai cái miếng dán mình dán vào tường sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker. Để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào là biết là cái cốc này của ai, cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó. Lắp ở đây cho em, lắp ở đây. Sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi. Nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác
tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Kệ nhà kem đánh răng nhá. Kệ nhà kem đánh răng. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ nhà kem đánh răng như này. Thì con này rất là tuyệt đích luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này. Kem đánh răng Nhật. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, đấy, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Và giá thì sẽ là 60.000. Dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng, đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá. Em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy, không đi lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy, đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy, rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này, nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này. Nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác nhá, cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng, khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống, mà nó sẽ là bằng nước. Đây, hình nó mô phỏng là đây nó sẽ có 4 đầu này. Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này, một cái đầu để vệ sinh lợi này, một đầu để vệ sinh lưỡi này, và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy, gọi là đánh răng đấy. Đấy, kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này. Về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này. Con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe các bác này. Đấy, và nước nó sẽ hút ở đây nhá. Nước nó hút ở đây. Dung lượng pin của nó là 1200mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em. Lắp vào đầu này vào đây. Đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích. Thì con tăm nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi. Và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy. Tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây. Cho nước vào đây sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ý. Là nó sẽ dùng những cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi đâu nhá. Lên mã giúp cho em là tăm nước. Cái này bao nhiêu nhỉ? Lên mã giúp cho em là tăm nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tăm nước này.
giá sẽ là 160k cho một cái hộp tam nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm dột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em, đặc biệt là các cái phần bị thấm dột nhá. Đấy, thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em, trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhá. Đây, ví dụ này các bác này. Đấy, nó sẽ là các cái phần tử cao su non như này. Thì dùng các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhá. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy. Nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhé. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm dột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm dột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây, các bác này. Đây là bình xịt chống thấm dột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm dột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm dột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin, mình dùng cho các cái thiết bị, hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi, và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây, nó sẽ là một lọ dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn, và rất là bền, chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Kết tật như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ sức. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomonel công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồ Tết này. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô. Ăn rất là ngon, dai, mềm, ngon, và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhá. Không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi. Nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy. Hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Samsung này các bác này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy, và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bịch nho khô như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã code đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy.
Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cho một bịch nho khô như này. Thì cái này nó khá là tiện ích luôn, các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này. Cuối năm đến nơi rồi. Đấy, Tết nhất đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40 x 60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném cho anh cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn, nó là cái dòng cao su non nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này, dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Thì lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá, thảm 46. Giá là 45k cho một chiếc như này nhá, 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46, giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá, đèn xoay. Đấy. Lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này các bác nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây, em sẽ cắm thực tế cho các bác xem luôn. Đấy. Cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó, con này đẹp lắm các bác. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bác. Đó, đây. Các bác thấy không? Đấy. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Hello chào các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các cái mã hàng cũ mới lên, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhé. Hôm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia khóa chống trộm nhá. Con này thì giá chỉ có 80k thôi. Con này thì các bác dùng nó siêu tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng chìa vát rãnh như này các bác này, chìa vát rãnh như này và nó rất là ưu điểm luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái dòng khóa rất là tiện ích. Bình thường thì các bác dùng như một chiếc khóa bình thường như này và khi các bác đảo chiều lại thì nó sẽ là dòng còi hú như này nhá. Đấy, còi hú thôi. Đấy. Đấy. Tức là khi mà các bác chạm nhẹ thì nó sẽ kêu 3 tiếng nhá và khi mà các bác có tác động mạnh thì nó sẽ hú lên. Đó, các bác thấy không? Đấy. Kêu ù tai luôn các bác nhá, kêu ù tai luôn. Thì khi mà nhà các bác có trộm thì nó sẽ động chạm vào và nó sẽ kêu lên thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con khóa chống trộm như này thôi. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 80k cho một cái bộ khóa chống trộm như này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái việc là bảo vệ tài sản của gia đình mình nhá. Lên cho em là khóa chống trộm. Khóa chống trộm này. Khóa chống trộm. Chống trộm giá của nó sẽ là khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 con khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm được cái đấy kia. Cái biển kia. Cái nhang trầm các bác nhá, nhang trầm thì đây nó sẽ là một hộp như này, bao gồm cho các bác là đây nó sẽ là một cái nhang trầm như này. Đấy, ở đây thì hàng nó sẽ về theo lô nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ được 100 vòng, có lô thì nó chỉ được khoảng 6 đến 70 vòng thôi các bác nhá, 6-70 vòng thôi. Đó, đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang như này rất là thơm luôn các bác này. Đấy, một vòng này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Đấy, một tẹp này của nó là 2 vòng này. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn. Các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy liên tục là từ 2 đến 3 tiếng nhá. Thời gian nếu ở khu vực nào mà ít gió thì nó có thể cháy đến 4 tiếng luôn. Cháy rất là lâu các bác, cháy rất lâu và rất là đượm và rất là thơm luôn. Thì giá chỉ có cho các bác là 40 cành cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Giá sẽ là 40k. Lên cho em là nhang trầm đốt này.
nhang làm từ gỗ trầm này và dùng để đốt này, cho nên lên cho em là nhang trầm đốt nhá, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gọi là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Đấy, vòi tưới cây bằng đồng tăng áp này. Đấy thì đây nó sẽ có cho các bác là 3 cút nối này và một cái vòi bằng đầu bằng lõi bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tưới cây bằng đồng. Con này thì nó sẽ có cho các bác các cái phần cút nối như này và một cái đầu vòi như này các bác, một đầu vòi này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây, và các cái đầu vòi để các bác kết nối với các cái nguồn nước này, đầu cút này, đầu vòi này, nó sẽ xịt thẳng này, xịt tưới cây này. Đấy, rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, xịt tưới cây, rửa xe các thứ rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Vòi tưới cây bằng đồng giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây bằng đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn mang sông nhá. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cho các bác một cáp sạc luôn. Lô này về thì nó sẽ là lại là màu đen nhá, màu đen. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì có cái công tắc này, các bác có thể dùng để mình tắt bật này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Có công tắc vừa tắt bật vừa tăng áp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, dày dẫn chắc chắn này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lô này về thì nó sẽ là ánh sáng vàng nhá. Có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng các bác nhá. Rất đẹp cho các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để decor trang trí này, bàn thờ, phòng khách, phòng ngủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đó, và có chiết áp các bác tùy chỉnh nhá. Để trang trí trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó. Hoặc dùng các bác sử dụng khi mà mất điện các thứ thì nói chung cũng rất là tiện. Lên cho em là đèn mang sông giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn mang sông này thôi. Lên cho em là đèn mang sông này, đèn mang sông giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi bằng pin nhá. Con này cả hút cả thổi luôn, chạy bằng pin, rất là tiện ích luôn. Đây là các cái phụ kiện của nó này, các cái đầu hút, đầu thổi này. Đấy, rồi chân sạc này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio này, Tamashio made in Japan như này các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hút cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Thì con này nó cả hút cả thổi luôn. Đấy. Thì các bác lắp cái đầu này vào thì nó sẽ là đầu hút bụi này. Đấy, đầu hút bụi này. Đấy. Và đầu này thì nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái vòi và đít này là nó sẽ thổi thôi. Đấy, tức là hút vào và thổi ra. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác này, đấy. Rất là mạnh các bác nhá. Các bác thấy không? Đấy, rất là mạnh luôn. Thì nó sẽ là có cả đầu hút cả đầu thổi luôn, và combo cho các bác giá sẽ là 170.000 thôi các bác nhá. Đấy. Lên cho em là hút thổi bụi này, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k cho một bộ như này, 170.000 cho một bộ hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Con này thì siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá, rất tiện luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng ở trong các cái sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vít xanh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít xanh này thôi. Giá rất là hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh nhá. Giá sẽ là 40k vít xanh này. Giá sẽ là 40k một bộ như này. 40.000 cho cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này các bác này, một tay công một tay nối dài như này. Đấy, và hàng thì nó rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó rất là nhiều các cái đầu vít khác nhau thì nó rất là tiện. Các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Và nó cũng có điều chỉnh dài ngắn ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh dài ngắn ở đây. Đấy, các bác có thể cho dài ngắn tùy theo ở đây nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp cho vào đây. Đấy, cho vào đây. Để mình xoáy như kiểu xoáy công như này nó cũng rất là tiện. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một bộ như này. Thì các bác đã có cho em là tới 30 đầu vít rồi và các cái chi tiết đi kèm nữa. Rất là tiện ích luôn. 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà. Đấy, con này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ dép đi trong nhà như này và giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 một đôi thôi. Đấy, chất liệu của nó thì phần lót này bằng nhung này, rất là ấm luôn. Phần dưới thì bằng xốp mềm này, bằng xốp siêu nhẹ này, xốp siêu nhẹ này. Bên trên này thì sẽ là vải nhung như này, vải nhung này đi siêu ấm luôn. Đấy, mùa đông các bác dùng để đi trong nhà rất là ok nhá, nam nữ đều đi được cả nhá. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là dép xốp nhá. Đấy, lên cho em là dép xốp này. Giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho một đôi dép xốp như này, rất tiện ích cho các bác luôn, 35k thôi, giá rất là rẻ luôn các bác nhé, 35.000 cho một đôi dép xốp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái
sen quạt tăng áp nhá. Quá lên cho em là sen quạt tăng áp. Đây nó sẽ là một cái dòng sen có kèm cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đây. Đấy, cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có điều chỉnh to nhỏ này và có đóng ngắt trên tay luôn nhá và có dây nối như này. Đấy, sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 95k nhá. Cái bộ này thì các bác dùng nó rất là tiện ích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sen cao su, cũng có cả sen cả dây luôn. Con này thì nó vừa là dùng là sen tắm này, có cũng điều chỉnh to nhỏ này rồi tăng giảm này. Đấy, to nhỏ đóng ngắt này. Và có cho các bác các cái chế độ điều chỉnh này. Và con này ưu điểm của nó là có cái đầu cao su như này. Thì khi các bác tắm thì mình dùng để massage cho cái cơ thể của mình nó rất là tốt luôn. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này. Hoặc là các bác dùng để mình kỳ cọ rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. 95.000 cho một cái sen cao su như này nhá. Cũng có đầy đủ cho các bác các cái đầu, các cái chi tiết để các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su 95k cho một cái bộ như này. Đấy, thì có hai loại như này để các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhé. Lên trên là tô vít vạn năng. Con này thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cũng ok thôi. Đấy, lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó, đây. Về nhà thì các bác có thể lắp cho em một cái viên. Đưa cho anh cái viên pin lắp thử xem nào. Các bác có thể lắp cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em để mình sử dụng này. Đấy, viên nhỏ. Đấy, lắp cho em một viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, và cái đít này cho em này để mình sử dụng này. Và cái này bên em bán thì không kèm pin đâu. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này các bác nhá. Đấy, để em thử lắp thử xem con này nó có lên không nhá. Đó, đây. Đấy. Đấy, thì cái này hết pin rồi các bạn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Viên pin này của em. Đấy, thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó. Đấy, cái viên pin này của em nó hết pin rồi. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các cái đầu vít như này nhá. Đấy, thì to nhỏ lớn bé lục giác rồi múi mít ba khe hoặc là vít dẹp đều có cả nhá. Ba khe và dẹp đều có cả. Thì các bác muốn dùng cái nào thì dùng, nó rất là tiện ích. Nó sẽ có cho các bác là 8 đầu vít tất cả luôn. Con này nói chung là dùng cũng rất là ưu điểm đấy các bạn. Đấy. Các bác không cần phải lấy nhiều tô vít ra để mình sử dụng. Đấy, nó có đầy đủ to nhỏ cho các bác luôn. Và có một cái loại đầu bé tí này, đầu bé tí này các bác sử dụng cũng rất là ok nhá. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ tô vít vạn năng như này thôi. Giá chỉ có 80k thôi. Mua có 80.000 mà dùng được tới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đầu tô vít như này thì rất là ok luôn, hàng đúng như trên hình như này. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là tô vít vạn năng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, thì em gọi luôn nó sẽ là vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòi van xả nước như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có hai nguồn nước nhá. Một là đầu vòi này, hai là vòi này. Và cái này các bác cũng có thể xoáy ra này để mình kết hợp với các cái đầu vòi khác nhau luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Các cái đầu cút nối khác nhau. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là vòi cam xanh. Giá chỉ có 50 cành cho một con vòi cam xanh như này thôi. Con này rất tiện ích luôn nhá. Chia ra làm hai đường nước này, đầu kết nối bằng đồng này, rất tiện ích luôn. Đó, nói chung là con này thì rất tiện ích và cái giá của nó cũng rất là phải chăng luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đốc sạc kèm pin, bỏ cho anh 4 viên pin đây nào. Đốc sạc kèm pin như này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là cả đốc cả pin luôn. Giá sẽ là 65.000, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, combo cho các bác là sẽ là một đốc sạc và 4 viên pin như này nhé. Một đốc sạc 4 viên pin như này. Đấy, giá sẽ là 65k. Đấy, cái này thì các bác dùng cho pin đồng hồ nhé. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhé. Đốc sạc này, đốc sạc pin đồng hồ. Pin ở đây sẽ là pin đồng hồ nhá. Giá sẽ là 65k nhé. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Đấy, thì pin này pin đồng hồ các bác có thể lắp vào đồng hồ hoặc là lắp vào mic karaoke đều được nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm một đốc sạc một pin. Một đốc sạc một pin cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một con phao nước rất là tiện ích luôn. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái phao như này. Kèm thêm cho các bác là cái cao su non và cái này là để điều hướng nước nhá. Các bác có thể xoáy vào để điều hướng này, chảy lên, chảy ngang, chảy ngược đều được hết. Và cái đầu này các bác kết nối với cái đầu nguồn nước cho em. Đó. Và cái phao này rất tiện ích, nước ngập một phân thì nước phao sẽ tự đóng ngắt. Rất tiện, các bạn dùng rất là đa di năng luôn. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là phao nước nhá. Phao nước này, giá sẽ là 70k nhá. 70k. Đấy, con này dùng nó sướng lắm, nó tiện chứ không như cái phao cơ truyền thống các bác dùng nhiều khi nó không ngắt được thì bị tràn nước. Còn cái này thì nó để thẳng như này là khi các bác dùng là nó sẽ tự ngắt luôn, nó rất là tiện. Đó.
phao nước 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser này, thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng thước đa di năng và rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một cây thước như này nha. Một cây thước như này các bác này. Đấy, các bác bật lên cho em. Bật lên cho em thì các bác rút cho em cái phần cản pin này ra thì cái tia laser nó sẽ lên này. Đấy đây. Các bác nhìn cái tia laser này. Đấy, các bác thấy không? Đây, tia laser rất là rõ luôn nhá. Đó. Và các bác có thể điều chỉnh tia đứng, tia nằm hoặc là lấy góc vuông như này đây. Đấy, các bác xem em dọi vào cái góc vuông của cái tường gạch này, đét đẹt luôn nhá. Đó. Con này thì sẽ có cho các bác là điều chỉnh tia đứng thì các bác gạt đứng lên này, tia nằm thì các bác gạt này. Ở đây có cái đầu này, các bác gạt trực tiếp vào cái đầu này cho em này để các bác điều chỉnh tia nhá. Đó. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái thước này, thước Livo này, bao gồm là đứng nghiêng và nằm này, đứng nghiêng và nằm này. Rồi có cái thước đo 15 cm này, thước đo 15 cm đây. Và ưu điểm là có thêm một con thước rút như này nhá, một con thước rút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Thước rút thì nó vào khoảng là 2m đến 2m rưỡi nhá, 2 đến 2 m rưỡi trong con thước rút như này. Đấy thì combo cho các bác là một cái thước laser như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Đó. Thước laser này, laser. Giá sẽ là 90k một em nhá, rất tiện lên. Em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái cặp sách của học sinh nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cặp hàng nội địa của Nhật. Thì ưu điểm của bác khi mà dùng con này thì nó sẽ là chống gù lưng cho các em nó rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ có cái phần quai chống gù lưng như này nhá. Đấy thì các em nó đi học thì nó rất là tiện ích luôn, khi mình đeo vào thì nó sẽ không bị gù lưng. Đấy, các em có mang nhiều sách vở đi cũng rất là yên tâm. Đó, đây thì nó sẽ là một cái ngăn để đựng nước này. Đấy, đựng nước, đựng các cái đồ lặt vặt này. Và đằng trước này cũng khá là nhiều ngăn luôn, khá nhiều ngăn luôn. Và bên trong thì nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này, thì khi các em bỏ cặp, bỏ sách vào nó sẽ không bị quăn. Và ưu điểm của con này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là chống gù lưng nhá. Đấy, thì chống gù lưng thì các bác biết rồi. Đấy, các em bây giờ đi học thì chữ thì ít mà sách vở thì nhiều. Đấy, một cái em lớp 1 thôi mà cặp sách cũng mang theo là đến choãi hết cả vai luôn ấy. Chả hiểu là học hành kiểu gì các bác nhá. Đó, ngày xưa em đi học thì có mang sách bao giờ đâu. Đấy, thế mà bây giờ bọn nó đi học sao lắm sách thế. Đấy, thì lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách này, chống gù lưng. Chống gù lưng này. Chống gù lưng giá sẽ là 130k một em nhá. 130.000 cho một em cặp sách chống gù lưng. Nó rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác nhá. Keo vá tường thì đây nó sẽ là một cái lọ keo như này. Một cái lọ keo như này các bác này. Đấy, dung tích của nó là 250g và giá sẽ là 40.000. Đây, đấy, về nhà thì các bác bơm cái keo này ra cho em này. Đấy, các cái chỗ tường nào mà bị bong chốc, bị nứt nẻ này, đấy, bị thấm rột, đấy thì các bác vá trực tiếp lên cái phần đấy cho em. Sau đó thì mình để là nó sẽ tự khô thôi, thì nó rất là tiện ích. Đây, đấy, ví dụ như là cái phần tường bị vết mực này, đây nhá, vết mực nhá. Đấy, các bác chỉ cần vá lên này là cho em xong rồi, hết vết mực luôn. Đó, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Tại Đài Loan và hiện nay đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, một siêu phẩm không thể thiếu trong ngành xây dựng, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại, được đánh giá là keo vá tường tốt nhất hiện nay và được các nhà thầu xây dựng chọn mua nhiều nhất. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi giảm giá duy nhất lên đến 50%. Và sau đây là lý do tại sao mọi nhà nên sở hữu ngay chiếc keo vá tường để tiện cho việc xử lý các vết lỗi trong ngôi nhà bạn. Đầu tiên, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian, chi phí để tìm thợ đến sơn sửa nhà, mà có thể tự tay mình thi công một cách tiện lợi. Thứ hai là với sự vượt trội tích hợp nhiều công dụng trong một sản phẩm, giúp bạn sơn sửa nhà cửa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đầu tiên, keo có thể vá được các vết tường nứt, bong chóc, mị rộp, vỡ thành màng. Công dụng thứ hai, khác với các loại bột mã, bột chét thông thường bên ngoài thị trường, keo vá tường còn thấm nước, chống thấm quân nhội. Và cuối cùng, không thể nói đến độ bám dính cực tốt của keo vá tường với độ bền tuổi thọ lên đến 4-5 năm. Keo vá tường siêu tốc. Rồi, ok các bác nhá, 40.000. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 để ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên một cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, khế,
Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và combo nó sẽ là một cân như này. Một cân thì có to nhỏ lớn bé dài ngắn đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản một cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy. Combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên một cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000 và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác như này để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to có nhỏ có lớn có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn các bác nhá. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhá, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên cho em là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này, có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này, rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây.
Đấy thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30 cm nhé, khoảng 30 cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20. Và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20 cm một chút nhá, trên 20 cm một chút. Đó thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này, hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy thì combo cho nó như này, hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhé, 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá, kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox, giá sẽ là 50k nhá, 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000, rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này chưa? Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi. Thì các bác có làm tí lẩu nướng thì đây, nay bên shop về cho bác cái nồi lẩu nướng này,
hàng của thương hiệu Sunhouse nhá. Đấy, hàng thương hiệu Sunhouse đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá, nồi lẩu nướng. Đấy, đây nó sẽ là con nồi lẩu nướng. Rất đẹp như này. Đấy. Con này thì cái hả? Chiều dài của nó thì vào khoảng là chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi 35 cm và chiều rộng của nó là 20 cm. Khá là to luôn. Đấy, rất là tiện ích này. Có cái phần cắm điện đây. Và dòng này sẽ là dòng tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính. Công suất của nó thì sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V. Đấy. Các bác dùng để ăn đồ nướng thì rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần đặt lên như này, cắm điện vào, sau đó thì để đồ ăn lên đây. Dòng này nó sẽ là tráng đá chống dính và các bác hứng mỡ ở dưới này cho em nhé. Đặt cái bát ở đây để mình hứng mỡ xuống là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 350.000. Bên shop đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng tráng đá chống dính như này, các bác dùng để ăn lẩu, ăn đồ đồ nướng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, giá thì khá là hợp lý, 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái nồi nướng mà giá hợp lý như này đâu các bác. Đấy, hàng thì hàng của hãng nhá, rất chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này thôi. Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá. Đấy, nồi lẩu nướng giá sẽ là 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này đây. Các bác có thể dùng để ăn đồ đồ chiên, đồ nướng rất là ok nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ này, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Philips đây. Con này thì hàng sản xuất ở Thái Lan nhé, hàng sản xuất ở Thái Lan. Giá thì sẽ là hả? Bao nhiêu? 470.000 cho một con bếp từ như này nhé, hàng sản xuất ở Thái Lan nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con bếp rất là tiện ích cho các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhé, sản xuất ở Thái Lan đây, made in Thái Lan các bác này. Đó. Thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Đấy, bên trong của nó đều là quấn dây bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au này, các bác nhìn cho kỹ này. Đấy. Và giá thì sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Trước khi các bác sử dụng thì đầu tiên là các bác cắm điện vào cho em này, sau đó thì các bác giữ cái nút khóa tay này để nó bật nguồn lên này, sau đó các bác nhấn dương để lên này, rồi các bác chọn các chế độ chiên rán xào nấu cho em. Đấy, chiều rộng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 30 cm, gần 30 28 cm và chiều dài của nó thì cũng khoảng 30 mấy cm. Đó, nói chung là bếp từ này nó sẽ là bếp từ một nồi nhá, một nồi. Giá sẽ là 470.000. Bao ship tận nhà thì các bác luôn. Đây. Hàng thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái nồi như này nhá, và cái nồi này khi gửi đến các bác là nó sẽ bị bẹp. Đấy, nó sẽ bị bẹp, nói thẳng thế luôn. Hàng này là hàng tặng chứ không có bán nhá. Hàng này hàng tặng không có bán. Và gửi đến cho các bác thì thường là cái nồi này nó sẽ bị bẹp, tại vì hàng này nó sẽ là khá là mỏng nên là bẹp, các bác cũng cố mà nhận nhá. Đấy, em tặng cho bác cái nồi này thôi chứ không có bán đâu nhá. Không bán cái nồi này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là công suất của nó là 2000-2500W này, điện 220V nhá. Một chiều là 32 cm, một chiều là 39 cm. Đó. Kích thước cơ bản như vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo, đó là cái các bác lên máy giúp em, đó là cái khăn lau kính các bác nhá. Đấy, khăn lau kính này. Đây. Một bịch này sẽ là 50.000, 50.000 cho một bịch này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 5. Bịch này là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Con này thì chuyên dùng để lau kính các bác nhá, lau kính này, lau cửa kính, lau bàn kính, rồi nói chung là các cái đồ liên quan đến kính là các bác lau cực kỳ là sạch luôn. Đấy, lau kính nó sạch lắm. Thì con này nó chuyên để lau kính. Lên cho em là khăn lau kính nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc như này. À, một bịch như này bao gồm là 10 chiếc. Đấy, thì chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm và chiều rộng cũng khoảng 35 cm, nó hình vuông. Lên cho em là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính nhá, giá của nó sẽ là 50.000 trên một bịch như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được sạch sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Hãy trang bị cho mình khăn lau kính và xe ma thuật, chống vết mờ hoàn hảo cho công việc làm sạch của bạn.
bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi phần và dấu vân tay một cách dễ dàng. Hàng lau dễ dàng được sạch sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Dễ nhận khăn lau kính 50.000 một bịch các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì cơ bản của nó là từ 30 đến 35 lưỡi, hàng về tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 30 cái lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có 60 cành thôi. Các bác mua về dùng cả Tết luôn. Đấy, cả Tết cả năm luôn. Bộ nó sẽ là bao gồm là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là bộ lưỡi kép 2 lưỡi này, một bàn cạo này và một lọ kem. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi các bạn. Giá không thể tin nổi luôn. Giá rất là sốc các bạn. Đấy, và của nó sẽ là dòng cái dòng lưỡi kép như này các bạn này. Hai lưỡi kép như này siêu sắc bén cho các bác luôn. Dùng để cạo râu thì rất là tiện ích. Và các bác mua một cái bộ này là dùng quanh năm ngày tháng luôn. Có tới 30 lưỡi. 30 lưỡi mà một năm của nó là có mấy chục tuần đấy, thì các bác cứ dùng dần thôi nha, là ok, dùng cả năm. Các bác cứ dùng cả năm là ok. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 30 lưỡi, một lọ kem, một bàn cạo. Một năm hết có 60.000. Quá rẻ mạt các bạn. Đó. Thì các bác cứ mua cái bộ này là mình dùng dần chứ nha. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60 cành. 60k cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Giá sẽ là 95.000 nhá, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, máy cạo râu 9D. Thì con này nó sẽ là hàng đa chức năng này. Thứ nhất là có chức năng chính là cạo râu này. Đấy, cạo râu được các bác tháo cái nắp này ra cho em. Bật nguồn lên này, cạo râu này, ba lưỡi kép luôn nhá. Khi các bác cạo thì nhấp vào này cho em này. Đấy, các bác cạo các bác nhấp vào này cho em đây. Các bác nghe tiếng em cạo nó đứt này. Đấy, các bác nghe thấy không? Tiếng đứt của nó rất là êm luôn nhá. Đấy. Các bác cứ nhấp vào này cho em là xong. Đó. Rất là êm các bác nhá, rất là êm luôn nhá. Đó. Đây, râu nó đứt ở bên trong này các bác. Đấy, râu nó đứt này các bác này. Ba lưỡi kép nhá, râu đứt này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết tiếp theo, đó là một cái con bằng cái đầu một cái con bằng cái đầu đầu lông này để các bác dùng để mình massage mặt làm mềm da mặt này. Đấy, làm mềm da mặt này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái chân tăng đơ này. Đấy. Một cái chân tăng đơ đây để các bác lắp vào mình dùng để mình tăng đơ này. Tiếp theo là một cái đầu tỉa lông mũi này. Đây, đây sẽ là cái đầu tỉa lông mũi này. Các bác chuyên dùng để mình tỉa lông mũi, tỉa lông mũi. Đây. Tất cả thì nó đều là lắp vào một con máy này cả thôi. Các bác chỉ cần là giật ra như này thôi, giật ra cho em này, giật thẳng tay ra. Sau đó thì mình lắp vào cho em là xong. Đấy, tỉa lông mũi này, xoay này. Cái lông mũi nó sẽ tỉa này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị đau cái này nó sẽ là bị nấm ngứa các bác nhá. Đấy. Nấm ngứa, long ven hắc lào đều khỏi hết các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm ngứa, long ven hắc lào, tổ đỉa á sừng thì các bác bơi hết vào đây cho em. Đấy. Nấm ngứa long biên hắc lào nhá. Con này giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một lọ như này. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, 25k cho một típ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn mà em bán rất là nhiều rồi. Đấy, bác nào hay làm sông nước, đấy, hay bị nấm ngứa long biên hắc lào thì các bác dùng cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là nấm ngứa long biên hắc lào, giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. 50 miếng các bác nhá. Đấy, 50 miếng. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, một hộp là 50 miếng thì sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm là cả miếng dán và cả cái miếng thuốc, cả lọ thuốc như này. Đó. Giá sẽ là 40.000 thôi, bằng một bát phở thôi. Đây thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá. Giá sẽ là 40.000. Tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện
được rõ rệt. Miếng dán thải ống chất Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái, hết tê bì trên tay, có một sức khỏe và tinh thần tốt cho ngày mới. Mỗi hộp có 50 miếng dùng cho cả gia đình luôn ạ. Anh chị em nào hay bị tê bì nhức mỏi chân tay thì xem hết video này nha. Do công việc phải đứng và đi lại nhiều nên em hay bị tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để qua đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể đấy thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. 40.000 cho hộp 50 miếng như này, các bác dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá rất là rẻ, chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi. Đấy, phở quê em thì 20.000, phở Hà Nội 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhé. Các bác lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là hàng dung tích của nó là 3,5 lít này, sử dụng điện 220V. Và dung tích của nó sẽ là 1360W nhé, 1360W, hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi lẩu đa di năng luôn. Dung tích là rất là lớn nhé, 3,5 lít nhé. Các bác có thể dùng đa di năng cho em. Đấy, rất là mình dùng để chiên, rán, xào nấu đều được hết nhé. Vung của nó là kính cường lực này, vung kính cường lực này. Con này các bác dùng để ăn lẩu thì nó rất là tiện. Ưu điểm là khi mà các bác sử dụng là các bác không cần phải mất thêm nồi nữa. Hàng của thương hiệu Osaka này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là mạ vàng rất là đẹp như này. Và bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính 3,5 lít. Các bác ăn từ 10 đến 15 người rất là ok luôn. Đấy, từ 10 đến 15 người ăn rất là ok. Rất là dày dẫn chắc chắn này. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng chiên, rán, xào, nấu đều được hết nhá. Chiên, rán, xào, nấu, hấp đều được hết luôn. Đấy, và có sẵn cho các bác là dây cáp cắm này. Kèm cho các bác là đây là cái nắp quai này. Về nhà các bác tự xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái vung kính cường lực nha. Đấy. Hàng thì rất là chất lượng và đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka này, đó. Nồi lẩu Osaka. Osaka 390 đúng không? 390k nhá. Giá 390.000 cho một con nồi lẩu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khay giấy bằng nhựa nhá, khay giấy bằng nhựa. Đấy, con này thì nó cũng là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 Các bác lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con khay giấy như này nhá. Khay giấy bằng nhựa, giá thanh lý cho các bác, giá chỉ còn là 90k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 90k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là 10 cm. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa như này, rất là đẹp nhá. Đấy, hàng rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất là tốt nhá. Lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là cái này đó là cái đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái đầu như này. Một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái này bán bao nhiêu nhỉ?
các bác lắp vào cái máy khoan cầm khoan pin cầm tay cho em nhá. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào này là nó sẽ di chuyển, là nó sẽ giúp cắt tôn rất là tốt luôn. Đây, các bác lắp vào thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bác như này. Con này chuyên dùng để cắt tôn rất là ngon nhá, cắt tôn rất là ngon. Tôn múi, tôn miếng cắt đều được hết nhá. Tôn múi, tôn miếng dày mỏng cắt đều được hết. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000. Đó. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. Đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k trong cái đầu cắt tôn như này. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một cái đầu cắt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lắp vào, các bác lắp vào cho em vào cái khoan pin, nó rất là dễ dàng không? Đấy, rất là dễ dàng và tiện dụng này. Đấy. Các bác thấy không? Cắt rất là chậm luôn nhá. Đấy. Đấy. Ví dụ mà các bác muốn cắt tôn sóng ấy, các bác đưa cái đầu cắt tôn này uốn lượn theo sóng của tôn này. Để em sẽ cắt thử làm mẫu để các bác nhìn này. Cắt rất là ngọt và hiệu quả. Đấy, còn đối với những cái tôn phẳng, giá sẽ là 140.000 cho cái đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, về nhà thì nó có cái màng giấy bóng ở đây, các bác bóc cho em cái màng giấy bóng này đi này. Đấy, ba cái màng giấy bóng này đi, màng giấy bóng này nó sẽ là tượng trưng này, các bác bóc đi cho em. Sau đó thì mình lắp cho em cái viên pin vào. Đấy, cái này thì có tặng kèm cho các bác một viên pin sẵn đây rồi. Đấy, có sẵn viên pin tặng kèm rồi, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đó. Và con này thì các bác muốn cài đặt giờ thì rất là đơn giản thôi, cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em. Lắp vào là nó sẽ nảy 12 giờ trưa luôn. Đấy, 12 giờ trưa nhá. Cập nhật nhiệt độ của nó đang là 21 độ C, độ ẩm hôm nay rất là cao, 99% luôn. Đó, thì lưu ý các bác là các bác muốn cài đặt giờ thì lắp đúng cho em 12 giờ trưa là xong, rất đơn giản vậy thôi. Đó, và có cái màng giấy bóng này các bác bóc ra. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá của nó sẽ là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này nhá, 90.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng giá xoay điện thoại nhá. Đấy, con này thì sẽ là 40.000 cho một con giá xoay như này. Con này thì các bác lật cái này lên này, lật cái này lên, sau đó thì các bác có thể rút này lên cao như này, và các bác đặt cái điện thoại vào đây cho em. Đấy, đặt điện thoại vào đây rất là ngon luôn nhá. Đấy, có thể để đứng và để nằm đều được hết nhá, để đứng để nằm đều được hết. Đấy, con này thì em sẽ gọi nó là giá xoay nhá. Và giá xoay con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con giá xoay như này nhá, 40k. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 25.000 cho một con giá xoay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay. Đấy, giá xoay 25k. Đó, giá xoay này. Giá xoay, giá của nó sẽ là 25k cho một con giá xoay như này. 25.000 các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã nữa. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Con này thì lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Khi em gửi cho các bác thì giờ về nhà thì các bác tự lắp đặt vào cho em. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút như này, và các bác có thể để như này. Đấy, sau đó thì mình lắc này. Đấy, điều chỉnh ngoắt nhéo lên xuống này, hoặc là xoay ngang xoay ngược đều được hết nhá. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá xoay điện thoại như này sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một con giá xoay điện thoại như này. À, con giá đỡ điện thoại như này. Lên cho em là giá đỡ điện thoại 30k. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30.000. Đó. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30k nhá. Còn con bé này thì nó sẽ là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay 25.000. Đó. Giá xoay này 25k luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai dòng. Một là bơm 1 ti và bơm 2 ti. Cái này thì em giới thiệu qua thôi, tại vì là bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì nó sẽ là mấy con bơm 1 ti như này. Con này thì sẽ là 100 cành. 100 cành cho em bơm 1 ti như này nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và tính năng sử dụng thì khá là ưu việt nhá. Đấy. Các bác có thể mang đi bỏ vào cốp xe này, mang đi khi mà mình di chuyển ngoài đường nhiều mà hay bị thủng xăng thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, dây của nó là dây vải nhá, dây vải như này. Đấy, dây của nó là dây cao su bọc vải như này, rất tiện ích luôn. Nhỏ gọn, tiện ích. Giá thì
bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy. Bơm 1 ti, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000. 100.000 cho mấy em bơm 1 ti như này nhá. Con này là 1 ti này. 1 ti giá sẽ là 100k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con này là con 2 ti này. Đấy, con này là con 2 ti. Con này thì giá sẽ là 250.000. Và bên shop có bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay Made in Japan này. 2 ti to khỏe. Con kia thì cân được bơm được khoảng 7 cân, con này thì bơm được 10 cân hơi nhá, 10 cân hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đây, có đầu bơm phao, bơm bóng, bơm các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy, giá thì sẽ là 250.000 nhá. 230 bóng nghiệp cho bé đi đi. 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bơm 2 ti như này. 230.000 thôi nhá, 230.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm bơm 2 ti, đó. Bơm 2 ti 230k. 230k cho con bơm 2 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Viết hết đi cho nó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà thì các bác đấu điện 220 vào cho em, sau đó thì các bác xoáy bóng đèn vào đây. Đấy là khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi lại thì nó sẽ lại tắt này. Đấy, con này thì có thể là các bác để ban ngày ban đêm này và cả ngày cả đêm này và độ sáng và thời gian sáng này. Đấy. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đuôi đèn cảm ứng này luôn. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đây các bác này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Giá thì sẽ là một giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái xiên hoa quả như này, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc. 10 chiếc. Các bác dùng để xiên hoa quả, xiên thực phẩm, thức ăn, đồ chiên, đồ rán đều được hết nhá. Đấy, rất là tiện. Dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cái xiên hoa quả này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 50.000 cho 10 chiếc nhá. 50.000 cho 10 chiếc. Đấy. Lên thì em là xiên hoa quả nhá. Đấy. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. Đó, xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. 50k cho con xiên hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác cái xương khớp nhá. Đấy, lọ xương khớp này. Đấy. Lọ xương khớp này. Thì con này các bác chuyên dùng để bôi trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Đấy. Nó sẽ là được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi các cái loại côn trùng đây. Đấy. Bọ cạp, sạt sùng, rồi rắn, rồi cóc kiết các thứ như này. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá con nhá. Đấy. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k. Đó, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi hộp thuốc kiến rán nhá. Hộp thuốc kiến rán. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 12 viên. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, nó là thuốc sinh học nhá. Thuộc các cái chế phẩm sinh học cực kỳ an toàn luôn. Đó đây. Thì đây nó sẽ là dòng như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một viên như này. Các bác
ném vào gầm bàn, gầm ghế, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000, đó 50.000, đó. Giá sẽ là 50k, đó. Lên mã giúp cho em đó là thuốc diệt kiến gián nhá, giá sẽ là 50k. Một hộp này nó là 12 viên. Hàng thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Đây. Đấy, thị phần bán của nó số 1 của Nhật Bản luôn các bác nhá. Hộp này 12 viên. Chỉ các loại là rán to, rán nhỏ, trứng rán, kiến rán, rán lớn, rán bé đều chết hết nhá. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sáp đuổi muỗi này. Hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Lên cho em là sáp đuổi muỗi. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là bóc cái này ra cho em này, bóc cái phần niêm phong này ra này. Đó, ở trong này thì nó sẽ là sáp thơm. Và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất tại Thái Lan, tem phụ đàng hoàng nhá, tem phụ đàng hoàng Thái Lan đây. Và xuất cho thị trường Nhật thì các bác này, đấy, Japan này các bác này. Đó, Japan đây. Hàng sản xuất tại Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật. Các bác lên mã giúp cho em là sáp thơm đuổi muỗi nhá. Sáp thơm đuổi muỗi. Giá sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy, sáp thơm đuổi muỗi này. Sáp thơm, đây hình con muỗi đây các bạn này. Đấy, sáp thơm đuổi muỗi. Giá sẽ là 60k cho một lọ như này nhá. 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Con này dùng thì rất là tiện luôn. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi. Thì đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, giúp cho các bác là đèn tinh dầu muỗi này, giá sẽ là 120.000. Đây nó sẽ là một con đèn rất là tiện luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn nhá. 4 lọ tinh dầu. Thì về nhà các bác cứ dùng 1 năm là ok. Đấy, dùng cho em 1 năm là ok, chỉ có mất 120.000 thôi. Đấy, về nhà các bác xoáy cái này vào cho em này, xoáy cái này vào. Sau đó thì các bác cắm trực tiếp vào điện 220, bật công tắc lên. Lúc nào các bác dùng thì các bác nhấp công tắc lên cho em. Đó. Dòng này của nó thì các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng cho người già trẻ em đều ok hết nhá. Đấy. Về nhà thì các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra, sau đó xoáy vào điện. Bên em bán theo combo một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và 4 lọ tinh dầu nhá. Một đèn, 4 lọ tinh dầu. Đây. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu muỗi này, giá sẽ là 120.000. Con này thì dùng cực kỳ an toàn luôn, bà mẹ trẻ em đều dùng được hết nhá. Đấy, người già trẻ em đều dùng được hết. Cực kỳ an toàn, dùng cho phòng ngủ, không biết các thứ được đều ok hết nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp, an toàn, người già trẻ em. Đấy, bà bầu đều dùng được hết. Giá chỉ có cho các bác là 120k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi thôi. Lên cho em là đèn tinh dầu muỗi nhá, đèn tinh dầu này. Đó. Nó sông tinh dầu mà. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu muỗi. Đấy, đèn tinh dầu muỗi 120k. Dùng cho bà mẹ trẻ em đều ok hết nhá. 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy. Cặp sách chống gù lưng. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật. Để các bác mua cho trẻ em nó đi học này. Đấy, các em nó đi học rất là ok luôn. Đấy. Cặp sách chống gù lưng. Một cái cặp như này giá chỉ có cho bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái cặp sách đẹp như này. Hàng của Nhật nhá. Đây. Đấy. Thì chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, nó có các cái phần lót như này để cho các em nó lót khi mà đi học, mang sách đi rất là an toàn. Đây. Hàng máy trần cực kỳ kỹ và chắc chắn cho các bác luôn. Và rất là nhiều ngăn phụ nhá, rất nhiều ngăn phụ như này các bác này. Đấy, rất nhiều ngăn phụ như này thì cho các em nó mang đồ đi học nhá, đồ sách vở các thứ nhá. Đó, rồi chai nước ở đằng sau nhá. Nó sẽ là một cái dạng cặp hình hộp như này thì khi các em nó đeo vào thì nó rất là an toàn nhá, nó rất là an toàn, chống gù lưng, chống đau lưng rất là tốt luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cặp sách chống gù lưng của Nhật nhá. Giá thì đơn shop đang gửi cho các bác chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Đấy, 130k. Đó. 130.000 cho cái cặp chống gù lưng như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 130k cho một chiếc cặp chống gù lưng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái viên bột thông cống nhá, bột thông cống. Đây nó sẽ là một cái dòng bột như này các bác này. Đấy. Một cái dòng bột như này về nhà các bác chỉ việc là đổ trực tiếp vào. Đấy, nó sẽ là dòng bột như này, về nhà các bác đổ trực tiếp vào các cái đường ống cống rãnh này. Rất là tốt luôn, giúp cho nó sẽ đánh tan ví dụ như là các cái cặn bẩn này, rác này, dầu mỡ nó đọng bám lâu ngày này. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k nhá, 25k cho một lọ bột thông cống như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Bột thông cống của Nhật Bản.
cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới, lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này, ok luôn nhá. Ngoài ra nó có xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắc ấy thì tranh thủ múc vài gói nhá, đang rẻ. Đấy, nhà rất tiện ích. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới, lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này, ok luôn nhá. Đó, giá chỉ 25.000 cho một lọ này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng hàng của Nhật đây. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng kéo chuyên dùng trong nhà bếp này. Các bác có thể dùng trong nhà bếp cắt nem, cắt gà, cắt thực phẩm, cắt thức ăn. Đây, Japan các bác này. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây, đấy các bác theo, cắt rất là ngon nhá. Đấy, các bác dùng để cắt thực phẩm, cắt gà, cắt cá, nói chung là cắt nem. Thép SK5 không gỉ này, Japan các bác này. Đó. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 35.000 cho một chiếc kéo vàng như này các bác nhá. Kéo vàng, quay lên cho em là kéo bếp vàng, giá sẽ là 35k. Đó, kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35.000 nhá. 35k một chiếc, bác nào mua combo 3 chiếc thì sẽ là 100.000. Đấy, 3 cái sẽ là bằng 100k cho bác luôn. Đó. 100.000 cho 3 cái, còn mua lẻ thì chấp nhận 35.000 một chiếc giúp cho em nhá. Hoan hỉ 35.000 một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng rất là xịn sò con bò cho các bác luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng. Giá bán thì chỉ bằng một bát phở thôi nhưng mà công dụng thì cực kỳ hữu ích luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần miếng dán và một gói thuốc như này. Đấy thì các bác cứ một gói thuốc, một miếng dán các bác dán trực tiếp lên gan bàn chân hoặc là lòng bàn tay để giúp cho các bác là khỏi lạnh lòng bàn chân bàn tay này, rồi thải độc các cái độc tố ra nhá. Đây lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Dán thải độc chân, giá sẽ là 40k nhá. Giá chỉ có 40.000 cho một hộp 50 miếng này thôi. Chất công việc phải đứng và đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh chưa mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, giá thì chỉ có 40.000 thôi mà công dụng cực kỳ hữu ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là táo khô nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 90k cho một bịch như này nhá, 90k cho một bịch như này. Đấy, hạt to, quả to đều đẹp cho các bác. Và bên shop bán thì nó sẽ là một bịch như này nhá, bán một bịch nguyên niêm phong như này, hàng nguyên niêm phong như này các bác này. Đấy, bên em bán theo combo một bịch như này, giá sẽ là 90k cho một bịch như này nhá, 90k cho một bịch như này. Quả to đều đẹp, chức năng chính thì các bác dùng để ăn trực tiếp này, hãm nước này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Giá sẽ là 90.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi, các bác lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini đó. Giá thì sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini này thôi. Giá chỉ có 150k thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là đây, thông số của nó đây các bác này. Đấy. Dung tích của nó sẽ là điện 220V, công suất là 600W nhá. Dung tích của nó thì nó vào khoảng là, cái này thì nó vào khoảng là 1 lít gì đấy các bác này. Đấy, 1 lít. Đây. Đấy. Và có cho các bác là một cái khay hấp như này thì các bác có thể đặt lên đây để mình hấp này. Đấy, hấp rất là ok. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình hấp hoặc là ăn lẩu ăn niếc làm trực tiếp này, pha mì pha miếc, cáp của nó đây, cáp cắm nguồn này, đầy đủ các chi tiết cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái nồi
lẩu mini như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi, có hai số này, số 1, số 2 và đóng ngắt. Đấy. Con này thì tiện lắm, các bác dùng để pha mì rồi ăn lẩu, ăn chế gọi là các bác muốn ăn đồ ăn nóng mà ngại dùng những cái nồi lẩu lẩu to thì các bác cứ dùng con này chị em, nó rất là tiện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi rồi. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Đấy, nồi lẩu mini này. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150k nhá, 150.000 cái nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Dung tích của nó thì con này nó sẽ là một cái dòng chảo của Nhật này. Đường kính của nó sẽ là 20cm nhá, đường kính là 20cm. Đấy, và có kèm cho các bác là một cái khay đây, một cái khay như này để các bác chiên xong thì mình để đồ lên đây. Giá chỉ có 100 cành thôi, có tráng đá chống dính nhá. Đấy, và các bác dùng để mình trao dầu, trao dầu mình trao tôm này, tôm hoặc là khoai tây với nhất đều ok hết nhá. Đấy, các bác dùng các cái món ngập dầu thì dùng cái này chứ, nó nhỏ gọn đây. Đấy, chào tôm chào điếc. Lên cho em đó là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu này. Chảo ngập dầu giá sẽ là chảo ngập dầu giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, chỉ có 100k thôi. Đấy, 100.000 cái chảo ngập dầu này rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con robot mini đây. Đấy, một cái con robot hút bụi như này, rất là tiện luôn. Đó, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Con này giá thì chỉ có 120 cành thôi, rất là tiện các bạn. Đấy, nhỏ gọn tiện ích nhá. Đây, nhỏ gọn tiện ích luôn. Khi mở ra này, khi mở ra thì đây nó sẽ là nguyên bản như này nhá, sạch sẽ nhá, sạch sẽ đẹp luôn nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ bắt đầu là lắp vào để em chạy thử cho các bác xem và các bác cảm nhận được cái độ bụi của nó này. Đấy, nó hút bụi rất là nhanh luôn đây. Đây các bác này, đấy, bật lên. Đấy, ở đây nó có cái phần cản pin nhá. Các bác tháo cái phần cản pin ra cho em. Đó, tháo cái phần cản pin ra cho em. Đấy, đây có cái phần cản pin này này. Đấy. Các bác lưu ý là tháo cái phần cản pin này ra nhá. Đấy, máy chạy luôn. Đây. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào đâu thì nó chạm vào vật thể thì nó sẽ quay đầu lại này. Đấy. Chạy cực kỳ khỏe, hút cực kỳ là nhanh luôn. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, các bác thấy không? Đây. Các loại bụi to, bụi nhỏ, bụi lớn, bụi bé đều hút được hết nhá. Đấy. Và khi chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu trở lại nhá. Đấy, chạm vào vật thể thì nó sẽ quay đầu trở lại. Đấy. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đấy, rất ngon lành cho các bác luôn. Rồi, bây giờ em sẽ cho các bác xem thực tế luôn là cái nó vừa hút được này. Đây. Đấy. Thực tế luôn này, các bác này. Đấy. Vừa chỉ có mấy giây thôi mà nó đã hút như này rồi các bác này. Đấy. Chưa đến 30 giây mà nó đã hút vào nhiều bụi như này là các bác biết rồi. Đấy, mà những cái dòng bụi mịn như này thì các bác quét gần như là không thể quét được. Nhưng mà con này nó sẽ xử lý cho các bác các cái dòng bụi mịn là rất là tốt luôn. Đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá sẽ là 120.000 cho con robot hút bụi này. Siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai như này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20cm và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này, đó, gọt thai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt thai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là
theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này, nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt 2 này một chút này, dài hơn con gọt 2 này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt 2 này thì sẽ là 80.000, còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150.000 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm, là 30 cm nhá, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30 trên 30 cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30 cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20 cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5,5 cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bác nhá, dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao cai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao cai như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn con này, rất là bén luôn nhá. Qua theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18-19 cm, lưỡi 19 cm, bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000. Còn dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany các bác này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Và dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38-39 cm. Rất là dài luôn, 38-39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4,5 cm và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này,
Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đấy. Rất bén luôn các bác này. Rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ấy. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhá, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt 1 cân ra đây. Chặt 1 cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này cân nặng là 1kg các, 1kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy. Dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1kg, giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 con dao. Đấy. 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho 3 con nhá. 260.000 cho 3 con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thái gỗ này, rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt hai đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy.
Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy, con này thì nó sẽ là nhọn như này các bạn này. Đấy, hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gỉ nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, à cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bạn này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó các bạn thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175, và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho bác một mã đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29, bản của nó là dày là cao là 9 cm, và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá. Vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k. Hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em. Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng, nhận hàng kiểm tra cùng với ship nhá. Bên em là yêu cầu là các bác phải nhận hàng phải kiểm tra. Còn nếu không kiểm tra lỗi lầm hoặc hỏng hóc thì các bác phải tự chịu trách nhiệm. Bên em sẽ không trách nhiệm khi mà các bác đã nhận hàng rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên em thì ship code toàn quốc nhá. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Đấy, con vật mũi nhá. Đấy, các bác lên cho em là vật đứng. Ở đây thì nó sẽ kèm một cái đế sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Đó, cắm củ sạc điện thoại nhà mình cho em nhá. Là ok. Đó, đây các bác bật lên cho em này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có một cái đèn hồng ngoại như này để nó thu hút con muỗi nó bay vào nhá. Thu hút con muỗi bay vào. Và con muỗi bay vào là nó sẽ bị chập luôn các bạn này. Đấy, muỗi bay vào nó sẽ bị chập luôn. Các bạn thấy không? Đấy. Quánh điện thành tách luôn nhá. Quánh điện rất là khỏe luôn. Thì nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động này. Đấy, và vật muỗi này. Vật muỗi thì các bác dùng vật như bình thường. Đây, công tác đây các bác vật như bình thường nhá. Đây. Đấy, các bác vật như bình thường chứ nhá. Đấy. Còn khi nào bắt muỗi tự động thì các bác đẩy cái đèn này lên là nó sẽ lên đèn để các bác bắt muỗi tự động. Nhưng mà lưu ý các bác là khi bắt muỗi tự động thì mình phải cắm đế sạc vào nhá. Đấy thì mới được lâu. Đấy, tại vì cái pin này của nó dung lượng pin nó vừa phải thôi. Đó. Các bác lên cho em đó là vật đứng nhá. Bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là vật đứng, giá sẽ là 130.000 cho bọn em vật mũi đứng như này. Đấy, giá thì giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá thì nói chung là giá khá là hạt rẻ và hợp lý nhá. Lên cho em là vật đứng này. Đó. Vật đứng giá sẽ là 130k nhá. 130k cho em vật đứng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị cái này là cái gì đấy nhỉ? Cái này thì là một cái dòng sản phẩm chuyên trị hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách, bác nào mà bị hôi chân này rồi hôi nách này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dùng cái này cho em. Cái này thì các bác cứ nhỏ trực tiếp 1-2 giọt vào cái vị trí nào mình cần sử dụng thôi là ok nhá. Đấy. Chuyên trị hôi chân hôi nách cho em, cực kỳ hiệu quả luôn. Giá thì sẽ là 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Đấy, 50.000 cho một lọ hôi chân hôi nách như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó. Và giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là hôi chân hôi nách, giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Tiếp theo thì nay bên shop hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50k cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình, các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, mùa hè đến nơi rồi. Đấy, bắt đầu thời tiết nóng rồi thì các bác
mang nước đi để mình uống cho nó an toàn. Đấy, dung tích của nó sẽ là sử dụng inox 316 và dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé, 1 lít. Đấy, dung tích là 1 lít này, có lưới lọc luôn. Đấy, inox 316 cực kỳ an toàn luôn. Đây, Su 316 các bác này. Đấy, rất an toàn luôn nhá. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có 80.000 trong cái bình thể thao như này thôi. Đấy, có nắp đậy, có lưới lọc cho các bác hàng hoàng. Các bác có thể dùng pha trà, pha cà phê. Đây, màu thì rất là đẹp. Và ưu điểm của con này nó có quai sách nha. Các bác có thể đeo trên xe đạp, xe máy, ô tô, mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là một cái con bình thể thao như này, chỉ có 80.000 thôi. Dung tích của nó là 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao này. Bình thể thao. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k trong chiếc bình thể thao như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái mẫu bình đó là cái bình tông nhá. Bình tông. Con này thì hàng của Nga nhá. Hàng của Nga. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này dung tích của nó là 2 lít luôn. Trông nó dẹt dẹt như này thôi nhưng mà dung tích của nó khá là lớn luôn. Và nắp của nó là nắp chống mất nhá. Chống mất nó đai vào dưới đây rồi. Các bác dùng an toàn. Có giòn. Các bác có thể dùng để mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Đấy, đều ok hết. Hoặc là các bác dùng để đựng rượu, mang rượu đi nhậu, mang rượu từ nhà đi nó rất là an toàn. Có một cái bao da như này các bác bỏ vào đeo, vừa sang xịn mịn vừa lịch sự. Hàng của thương hiệu CCP của Nga nhá. Đấy, hàng của Liên Xô. Đấy, đây, rất là đẹp này, CCP đây. Đấy, lên cho em là bình tông 2 lít nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bình tông 2 lít này. Đấy, bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cái bình tông nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa đây. Thì nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa như người ta mặc như này. Đấy, như người ta mặc như này các bác này. Đấy, bộ quần áo mưa, hàng VIP 1 nhá, hàng VIP 1. Hàng chất lượng cao VIP 1 cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Size của nó thì là size XL, size to. Các bác mặc là đều vừa hết. Và chất liệu của nó thì các bác biết rồi, nó sẽ là bên trong bằng vải và bên ngoài thì nó sẽ là phủ bạt nhá. Đấy. Bên trong bằng vải và bên ngoài nó phủ bạt nên các bác dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác. Đấy. Đây. Hàng thì đúng như người ta mặc luôn. Đó. Khóa kiếc các thứ đàng hoàng nhá. Dây đeo dây điếc đàng hoàng. Đó, đây. Các bác này, đấy. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì mặc vừa ấm vừa là tiện dụng an toàn luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Một cái bộ quần áo mưa như này, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000. Cái này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua họ sẽ bán cho các bác khoảng 300.000 nhá, khoảng 300.000. Đấy, nhà nào bán rẻ nhất thì cũng phải 250, còn không thì họ sẽ phải bán cho các bác là 300.000. Nhưng mà riêng bên em thì bán cho các bác giá cực tốt luôn, 195k. Lên xem là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Bích nhá. Đây cái áo mưa choàng các bác này. Con này thì sẽ là 100.000 cho một cái áo mưa choàng như này. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng. Thì con này nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, ở đây thì có cũng có bao đựng cho các bác luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái bao đựng như này. Đấy, một cái bao đựng như này rất tiện ích này. Và đây nó sẽ là một cái áo mưa choàng nhá. Đây. Khi các bác choàng vào nó sẽ như trên hình ảnh như này. Đấy các bác này. Đấy. Công ty áo mưa Thành Nam. Đấy, hàng chất lượng cao cho các bác luôn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, khi các bác mặc vào thì đúng như này nhá, có cả che mắt này, có cả nhìn kính nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi, 100.000 cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này nếu mà các bác mua ngoài thị trường họ sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 200 nhá. Đấy, lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng này. Đó, áo mưa choàng giá sẽ là 100k cho một bộ như này thôi. 100.000 cho bộ áo mưa choàng như này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu nhá. Đây, thắt lưng cá sấu các bác này. Đấy. Thắt lưng cá sấu không hộp. Con này giá chỉ có 80k một chiếc thôi. Mặt của nó này, mặt của nó là mặt đúc này. Khóa của nó thì khỏi bàn rồi. Đấy. Đường kim mũi chỉ cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó này. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, khóa rất là ngon luôn. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 80.000 cho con thắt lưng cá sấu như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho một con thắt lưng cá sấu như này. Đấy. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá. Cá sấu không hộp giá sẽ là 80k. Đấy. 80.000 cho một con cá sấu không hộp này thôi. Giá rất rẻ các bạn, rất rẻ luôn. Đó, cực kỳ rẻ luôn các bạn. Đấy. Rất rẻ và rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng như này thôi. Rất đẹp luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Đây, đấy. Rất đẹp các bạn nhá. Mà giá chỉ có 80.000. Mặt đúc liền này, khóa khiếc cực kỳ ngon luôn. Màu sắc đẹp trang nhã, nam nữ, già trẻ lớn bé đều dùng được hết nhá.
rất tiện ích luôn, giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhé. Đấy, 5 đĩa tròn, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, hoặc là dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Đấy, hàng rất đẹp. Hàng đẹp dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn. 5 đĩa tròn này, đó, bộ 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Tính ra là vào chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái đĩa như này. Hàng to dày dẫn chắc chắn, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ đẹp như này đâu. Đó, hàng thương hiệu Winling của Đức, hay hình người đây. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120.000 thôi. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Thì đây nó sẽ là một cái dòng băng keo như này, hàng made in Japan qua này. Đó, made in Japan. Đều là hàng nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Dòng này của nó thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng luôn. Thì các bác dùng nó rất là da. Đấy. Dai, dính, mỏng và dùng thì nó rất là da. Đấy, các bác thấy không? Đó. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là dính các bác này. Đây, rất dính luôn. Giá thì sẽ là 10k cho một quận như này nhá. Đấy. Bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 10k cho một quận như này, 10.000 cho một quận như này. Còn các bác mua cân thì sẽ là 80k một cân nhá. Đấy. 80.000 trên một cân. 80k trên 1 kg. 1 kg của nó thì nó sẽ được khoảng là từ 7 đến 10 quận. Đấy, còn các bác mua lẻ thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 một quận như này nhá. 10.000 một quận như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đầy đủ màu sắc. Đấy, màu xám, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Giá thì rất là tốt cho bác luôn, 10k cho một quận như này thôi. Đấy, đây là một cân này. Một cân này của nó thì nó sẽ là vào từ 7 đến 10 quận nhá. Và bên em nhặt đủ màu cho bác luôn, 80.000 cho một cân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm này. Bên em có dòng 5m và dòng 7m rưỡi nhá. Đấy, 5m và 7m rưỡi. 5m thì giá sẽ là 40.000 và 7m rưỡi là 50.000. Đấy, thước rút tự hãm. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm, còn các bác nhả này nó sẽ vào, rất là tiện. Đây, hàng nội địa của Nhật này, Japan này, đó. Giá thì cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đấy, con dòng 5m này thì sẽ là 40k. Đấy. 5m là bằng 40k này. Đấy, còn là 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k. Đó, giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 40-50.000 cho cái thước như này thôi. Đấy. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu dao dọc giấy này. Đây, dao dọc giấy đây. Con này thì bán lẻ thì sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái thì em sẽ tính cho bác 10.000 chiếc. Đấy. Bán lẻ là 15.000, mua từ 3 cái thì sẽ là 10.000 chiếc nhá. Đó. Lên mã giúp cho em. Đó là dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy bán lẻ là 15.000 chiếc. Đấy, và mua số lượng từ 3 cái cho lên thì sẽ là 10.000 cái. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Đấy. Thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cũng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ga mùa hè các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là ga mùa hè. Con này thì nó gọi là ga mùa hè thôi chứ con bác nằm thì mùa đông mùa hè đều nằm được cả, nhưng mà bên em nó cũng nhiều mã cho nên là em lên cái tên nó khác đi một chút. Bộ sản phẩm thì bên em sẽ có cho các bác là một loại là 1m6 2m và 1m8 2m nhá. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm là một cái ga. Ga này của nó là dòng ga điều hòa nhá. Mùa hè thì các bác nằm điều hòa là cực kỳ là mát luôn. Đó, mà nằm điều hòa là rất là mát. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là 1m6 2m và mẫu là 1m8 2m. Đấy, nó cũng như chiếu thôi. Thì cái này nó là dòng ga. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là bốn cái đầu, là nó sẽ có cái đai như này. Thì các bác quặc lên cái đệm là xong. Còn nhà bác nào không có đệm thì các bác cứ giải trực tiếp ra cho em. Đấy. Các bác cứ giải trực tiếp ra cái giải trực tiếp lên trên chốc chiếu bình thường này. Giải lên chiếu bình thường hoặc là các bác có thể giải tùy ý, để tùy theo cái nhu cầu và mục đích của mình. Thì cái này của nó thì các bác có thể giải trực tiếp ở trên thảm này, hoặc trên nền này, hoặc là đúng ra của nó là các bác nằm điều hòa thì mình sẽ nằm đệm, thì mình giải lên đệm là tốt nhất các bác nhá. Thì các bác lên cho em là ga mùa hè nhá. Đấy, ga mùa hè. Thì một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là một ga như này và một ga như này. Hàng thì nó sẽ là hàng điều hòa, giữ cho các bác là luôn luôn ở chế độ là mát nhá. Sờ vào nó rất là mềm mịn và mát luôn, rất là sướng. Và các bác nằm thì các bác biết rồi, rất là ngon lành luôn. Kèm thêm cho các bác là một cái ga và hai cái vỏ gối. Vỏ gối của nó sẽ là kích thước của nó sẽ là 70 nhá. Đấy, 70 nhân với lại 40.
70 x 40 các bạn. Đấy, rất là rộng luôn. Đấy, 70 x 40 cái này nó phải tầm 45 gì đấy, rất là rộng, rộng đẹp đó. Và bên shop sẽ bán theo theo bộ. Đấy thì nó sẽ có là bộ 1 mét bộ 1 bộ 1 mét 62 mét và mét 82 mét nhá. Đấy. Nói chung là các bác chỉ cần bảo là lấy loại mét 6 hoặc mét 8 là được rồi. Thì nó chỉ có hai loại đấy thôi. Đấy, loại mét 6 và loại mét 8 nhá. Đấy. Các bác lên cho em đó là ga điều hòa nhá. Đấy, ga điều hòa này. Ga điều hòa loại 1,6 mét. 1,6 mét thì giá của nó sẽ là 290k nhá, 290.000 và bao ship. Và loại 1,8 mét thì giá của nó sẽ là 310.000 nhá, 310k và bao ship. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lấy 1,6 mét, 2 mét và 1,8 thì lấy mét 6 hoặc mét 8 tùy theo. Mét 6 sẽ là 290.000 và mét 8 sẽ là 310.000 cho cái ga điều hòa như này. Để các bác có thể sử dụng rất là tiện ích cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lấy dây tai đa năng các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là lấy dây tai đa năng. Đây nó sẽ là một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Giá thì chỉ có 30.000 thôi, giá cực rẻ cho các bác luôn. Đựng trong cái hộp inox như này, các bác có thể dùng để mình đeo vào móc khóa hoặc là dùng đa di năng luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 này, 4 6 đầu như này. Đấy 2 4 6 đầu này các bác này. Đấy 6 đầu như này, có cả cái đầu lò xo này rồi cái đầu theo kiểu là xoắn như này và rất là nhiều các cái đầu khác nhau. Các bác có thể dùng để mình lấy dây tai này, cho người già trẻ em đều ok hết. Các bác có thể treo vào móc khóa, ở đây nó sẽ có gioăng như này để chống nước rất là tốt luôn. Lên cho em lấy dây tai đa năng, giá sẽ là 30k nhé. Đấy. Lấy dây tai đa năng, giá sẽ là 30k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Giá của nó sẽ là 30.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là vòi cái này là vòi bạc à? Cái này có phải vòi bạc không? Các bác lên cho em là vòi bạc xoay nhá. Đấy, nó màu bạc như này và nó có thể xoay được. Và con này của nó thì thân của nó là bằng hợp kim nhá, thân bằng hợp kim, rất là chắc chắn luôn. Thì các bác lắp kết nối vào các cái đầu cái vòi nước. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, lên cho em là vòi bạc xoay. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000, 80k cho một cái đầu vòi xoay 360 độ này, rất là tiện ích luôn. Đó. Và có giòn viết các thứ đầy đủ cho các bác luôn, có cả cà lê luôn nhá. Đấy, rất tiện ích. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Xoay 360 độ, giá thì sẽ là 80k nhá. 80.000. Đó, vòi bạc xoay 360 độ giá 80k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem đi các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần xoáy ra mình kết nối vào cho em là xong này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác có thể xoay để mình rửa này, hoặc là rửa mặt kỳ cọ đều là ok hết nhá. Đấy. Có ra đầu vòi hoa sen hoặc là đầu vòi một đầu một vòi như này, dùng để rửa mặt này, đánh răng, gội đầu đều ok hết, rất là tiện ích cho các bác luôn. Xoay 360 độ, hàng đẹp chất lượng. Đấy. Chất liệu bằng hợp kim nhá. Đấy, cực kỳ là sáng bóng, mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Xoáy cái đầu nó ra, sau đó thì mình kết nối vào là mình sử dụng thôi. Tiện vô cùng luôn các bạn. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Xoay đi xoay lại, đảo chiều, đảo hướng rồi ra các chế độ nước đều ok hết. Lên cho em là vòi xoay 360 độ, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 trong con vòi xoay này thôi. Rửa mặt, gội đầu rồi lấy nước vào chậu đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 trong con đèn mang sông như này. Đấy, lô này bên shop về này, nó có cả màu đỏ đấy các bạn. Đấy, có cả màu đỏ. Hàng về thì nó sẽ về theo màu ngẫu nhiên, cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, lô này về thì nó sẽ là màu đỏ các bạn. Màu đỏ và ánh sáng vàng này, rất là đẹp luôn. Con này các bác có thể dùng để mình làm đề co trang trí này. Đấy, đề co trang trí nhà hàng, khách sạn, phòng ăn, phòng ngủ rồi. Nói chung là rất là nhiều. Sân vườn cũng đều ok hết. Ở đây nó có cái mái che như này rất là tiện, có quai đeo như này. Các bác dùng để deco sân vườn này, hoặc là các bác để trên bàn thờ rất là đẹp luôn. Đấy, trên bàn thờ ngày lễ ngày Tết này, cúng dỗ các bác cho cái này lên cho em. Vừa đẹp vừa sang vừa xịn vừa mịn. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 120 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. Đèn mang sông giá sẽ là 120k trong con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái con đèn đây. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng như này. Có đầy đủ ốc điều khiển viếc cho các bác luôn. Và đây là một cái cáp của nó này. Đấy. Và đây là cái đèn các bác này. Đấy, cái đèn của nó đây. Đấy. Con này thì lưu ý các bác về các bác cắm cái kết nối vào đây cho em nhá. Và ban đêm thì đèn nó mới sáng nhá. Ban đêm thì đèn nó mới sáng. Đấy.
Đây nó mô phỏng thì đơn giản như này thôi. Đấy, các bác bật cái này lên này, nó sẽ có cảm biến, có người đi qua đi lại thì nó sáng nhá. Và em phải che cái tấm pin này lên là nó sẽ sáng các bác này. Đấy, các bác thấy không? Tức là ban ngày thì nó sẽ là tự tắt tại vì là nó là đang sạc. Ban đêm thì trời nó tối là nó sẽ sáng. Và nó sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Nói chung con này rất là sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì của nó là 200W các bạn. Đấy, còn là nói chung là cũng rất là sáng nên em bật cho các bác này. Đấy, thì ban đêm các bác dùng nó rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100. Đèn 3 cánh là bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. 180k cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Có điều khiển ốc yếc các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ lắp vào là sử dụng thôi. Nói chung là khá là tiện ích, combo đầy đủ chọn bộ sản phẩm như này cho các bác sử dụng nhá. Đèn năng lượng 3 cánh này. Đấy, 3 cánh, giá sẽ là 180k. Nó 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về một cái mã rất là hot, đó là cái đèn đèn tinh dầu muỗi các bác nhá. Đấy, đèn tinh dầu muỗi. Đấy, đèn tinh dầu muỗi bên shop về cho các bác cái mẫu này, mẫu mới. Hàng của Nhật cực kỳ là tốt và an toàn cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Wenza của Nhật này. Đấy, Wenza của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đó. Các bác lên cho em là đèn tinh dầu con này là con gì đấy? Con này con gì nhỉ? Thôi các bác cứ lên cho em là đèn tinh dầu muỗi nhá. Đấy. Đèn tinh dầu muỗi. Đó, đèn tinh dầu muỗi. Đèn tinh dầu muỗi con này thì giá dòng bỏ anh cái dây xem. Tinh dầu muỗi này, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120k cho cái đèn tinh dầu muỗi như này. Đây về nhà thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn, 4 lọ tinh dầu. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện này cho em này. Đấy. Các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này cho em là xong. Đó, đây, cắm nguồn điện này. Đấy, ở đây thì khi các bác nhấn công tác này là nó sẽ lên này. Đấy, và các bác để này cho em. Thì nó sẽ tự hút cái tinh dầu này và hương nó sẽ bay ra và muỗi nó sẽ chết các bác nhá. Muỗi sẽ chết. Đấy, thì nó rất là... Và con này thì dùng nó an toàn cho cả bà mẹ trẻ em luôn. Đấy, các bác dùng cho an toàn này. Đấy, dùng cho cả bà mẹ trẻ em đều ok hết nhá. Giá thì để phòng ngủ, phòng yếc, dùng cho bà mẹ trẻ em đều ok hết. Hàng này hàng có tem kiểm định các thứ đàng hoàng. Lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu muỗi. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120.000 cho một bộ sản phẩm như này, bao gồm là một thân đèn về cắm trực tiếp điện luôn, chỉ cần bật công tắc này là xong này. Đấy, không dùng thì các bác tắt cái công tắc này đi cho em. Và 4 lọ tinh dầu về nhà các bác xoáy cái nắp màu trắng này ra, sau đó xoáy lọ tinh dầu vào như em vừa đấy xoáy đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn tinh dầu muỗi nhá, đèn tinh dầu muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 thôi. 120k cho một cái bộ này bao gồm là 4 lọ tinh dầu luôn. Một đèn 4 lọ tinh dầu các bác dùng cho em là hết một mùa hè luôn, hết một mùa hè luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con massage 8 bi nhá, massage 8 bi. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tẩu để các bác có thể cắm trực tiếp này. Đấy, cắm trực tiếp vào tẩu ô tô, hai là một cái nguồn để các bác cắm trực tiếp vào điện 220V. Đó. Thì nó rất là tiện. Các bác muốn dùng cắm điện trực tiếp cũng được mà muốn dùng mang lên ô tô cũng được. Đây. Và có công tắc này, các bác bật này cho em là chạy này. Đấy. Và nó sẽ có cả hồng ngoại luôn. Có hồng ngoại như này. Thì khi các bác dùng thì cái hồng ngoại này nó sẽ giúp cho các bác là làm nóng lên. Đấy, làm nóng lên và giúp cho đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Có cái phần đai này các bác đeo lên ô tô cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 190.000 thôi. 190.000. Lên cho em là gối massage 8 bi nhá. Đấy, gối massage này. Gối massage 8 bi. Giá sẽ là 190k. Đó. Có cái loại kia không? Lại. Đâu bỏ này cho. Đấy, con này là 8 bi nhá. Con 8 bi là 190.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái loại 16 bi này. Lấy con ra. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái massage, bật cái quạt tràn lên tí. Massage 16 bi nhá. Con này sẽ là 16 bi. Ở đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ này. 1 2 3 4 5 chế độ và một cùng nguồn này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 16 bi. Cái này thì nó sẽ công suất mạnh hơn một chút thì các bác có thể là dùng để massage bắp tay, bắp chân, các bác để đùi lên đấy cũng được, chứ còn nằm lên người thì không nằm được đâu. Và các bác dùng cổ nhá, cổ vai gáy. Con này thì các bác chỉ để giường hoặc để ghế nhà thôi, chứ con này không đeo lên ô tô được, nó không có đai nên không đeo ô tô được. Con này sẽ là 16 bi và có các chế độ xoay vòng này, chế độ lượn sóng này, chế độ leo núi này, chế độ vòng tròn này. Đấy, rất nhiều chế độ khác nhau luôn. Nguồn ở đây. Con này thì nó không cắm ô tô nên nó không có tẩu, nó chỉ có cái nguồn như này thôi. Giá thì sẽ là 200 mấy nhỉ? 290.000 nhá. Lên cho em là
gối massage này, gối massage 16 bi nhá. Đấy, có dòng 8 bi, dòng 16 bi. Con này sẽ là 290k, lệch nhau 100.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tiếp tục một con massage nữa, đó là cái con massage cánh bướm nhá. Đấy, các bác lên xem, đó là massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ? 45.000 cho một con massage cánh bướm như này. Ở đây thì rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này. Đấy, bóc cái này ra cho em. Sau đó thì các bác gắn máy vào. Đây, để đây nó sẽ có cái máy như này. Các bác gắn vào đây cho em này. Đấy, gắn vào đây cho em. Và con này thì nó sẽ có sẵn dây sạc nhá. Về nhà các bác cứ ấn dấu cộng này là máy sẽ lên này. Đấy, và dấu trừ là máy tắt này. Con này thì nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, con này thì đang bị hết pin. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Sau đó thì các bác cần massage chỗ nào thì các bác dán lên. Đấy, các bác dán lên cho em. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là massage đã thông kinh mạch máu huyết lưu thông cực kỳ tốt luôn. Giá thì chỉ có 45k thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhé. Con này dùng nó rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy, chỗ nào mà đau nhức mỏi thì các bác dùng con này các bác ấy vào cho em. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, đây. Các vai này rồi bắp tay, bắp chân, bắp đùi này. Con này thì nó rung rất là mạnh luôn và nó có cả xung điện luôn. Đấy các bác thấy không? Vừa rung vừa xung điện luôn, dùng thì cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái phao nước này. Đấy, lên đây là phao nước. Con này thì sẽ là 70.000 cho một con phao nước như này. Con này thì đơn giản thôi, các bác bỏ hết các cái phao cơ truyền thống đi, dùng cho em con phao này, cực kỳ là tiện dụng và an toàn luôn. Và đơn giản thôi, nước cứ ngập lên 1 cm là phao sẽ đóng nước. Đấy, nước sẽ tự đóng. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên trên là phao nước nhá. Đấy, phao nước 70k dùng rất là tiện. Các bác dùng những cái phao cơ kia thì lắp đặt nó vừa khó mà dùng cảm giác nó không được an toàn đâu nhá. Lên trên là phao nước, giá sẽ là 70k. Đó. Phao nước 70k trong cái phao nước như này các bác, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái keo dán giày nhá. Đấy, keo dán giày. Thì con này nó sẽ là một cái dòng keo tan chậm như này, chuyên dùng để các bác dán giày, dán vải, dán quần áo rất là tiện này. Đó. Chủ yếu là dán giày cho em rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? 15k nhá. Đấy, 15k cho một lọ keo dán giày như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu kim như này các bác. Một cái đầu kim như này thì khi các bác dùng là nó rất là an toàn này. Đấy, không lo bị ấy này, không lo bị tuột cái đầu kim này ra nhá. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng quen thuộc của bên em. Đấy, một số mã hàng mới nữa, hàng hè. Đó thì em lên video chi tiết gửi tới các bác. Bên em ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái khay đá các bác nhé. Qua lên cho em là khay đá. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng khay siêu tiện ích và thông minh luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái khay như này, có nắp đậy này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Các bác cho nước vào, mình đậy nắp lại, mình để vào tủ và các bác có thể để chồng các khay lên nhau được. Để chồng các khay lên nhau. Đấy, và khi lấy đá thì nó rất là dễ lấy các bác. Các bác không cần phải bẻ khay. Các bác chỉ cần ấn như này thôi, đẩy như này là cái đít này nó sẽ đẩy lên này. Đấy, đít này sẽ đẩy lên và cái nó sẽ viên đá nó sẽ tự bật lên. Thì nó rất là tiện. Con này thì giá chỉ có 15k trong một cái khay đá này thôi. Đấy, các bác lên cho em đó là khay đá nhá. Đấy, khay đá giá sẽ là 15.000. Lên mã giúp cho em đó là khay đá này. Khay đá. Khay đá giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn vừa là đèn ngủ vừa là có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy. Rất đơn giản, nó là dòng cảm biến nhá. Ban ngày thì nó không lên đâu. Ban đêm thì đèn nó mới lên thôi. Đó. Ban ngày thì nó sẽ không lên và ban đêm thì nó sẽ lên các bạn. Đấy, nó sẽ lên như này. Đấy, và nó là dòng cảm biến các bác nhá, dòng cảm biến. Thì con này rất là tiện, các bác chuyên dùng làm đèn ngủ đuổi muỗi cho em, rất là an toàn luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 45k trong con đèn ngủ như này. Vừa chức năng đèn ngủ vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Lên cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ này. Đó. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k một chiếc. 45k một chiếc. Đó. Các bác này. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm.
Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bóng 3W nhá. Bóng 3W giá thì chỉ có 10.000 trong quả bóng 3W này thôi, 10k một quả nhá. Đấy, độ sáng của nó là rất là vừa phải, thì khi các bác sử dụng thì không sợ bị gọi là tốn điện. Đấy, và nó cũng rất là sáng luôn. Thì cái này các bác có thể để trong phòng ngủ này, rồi các cái không gian ví dụ như là cổng này, sân vườn này. Đấy, để mình sử dụng khi mà mình cần phải ánh sáng liên tục nhá, ánh sáng liên tục và không cần quá sáng để tránh cái việc là tốn điện. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Đấy, 10k trên một quả nhá. Công suất của nó sẽ là 3W này. Đấy, 3W. Qua lên cho em là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là 10k. Đó. 10k trong quả bóng đèn 3W như này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất tốt cho bác luôn, chỉ có 10.000 trong quả bóng đèn 3W này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp thơm đuổi muỗi nhá. Đấy. Cái này nó sẽ là một cái dòng sáp thơm, và con này thì nó có chức năng là vừa là sáp, vừa là hương thơm, vừa là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, sáp thơm diệt muỗi. Đấy, thì con này nó rất là tiện, về nhà các bóc cái này ra cho em và xoáy cái nắp này lại là mình sử dụng thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng của sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật đây các bạn này. Đấy, xuất cho thị trường Nhật đây, Japan này các bạn này. Đó, hàng thì sản xuất ở Thái Lan. Đây, tem phụ nó viết đàng hoàng nhá. Sản xuất ở Thái Lan và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, giá thì sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm đuổi muỗi như này. Đấy. Qua lên cho em là sáp thơm diệt muỗi. Sáp thơm diệt muỗi, giá của nó sẽ là 65k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm này. Đó. Lên cho em là sáp thơm. Sáp thơm diệt muỗi này. Diệt muỗi. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp như này. Đấy, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi này nhá. Đấy, mùi hoa của nó là hoa oải hương, rất là thơm luôn. Hương thơm tự nhiên dễ chịu, bà mẹ trẻ em đều dùng nó hết này. Đây, baby này. Đấy, để trong phòng ngủ trẻ em ok, cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu ớt này các bạn này. Đó, toàn cầu luôn. Và giá thì đây có chức năng diệt muỗi này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ sáp thơm diệt muỗi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhá, sạc dự phòng A. Đấy, đây. Hàng thì của thương hiệu Takasio này, Takasio made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì dung tích pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. Đây, 3.7V này. 20.000 mAh này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là ba cổng sạc như này. Đấy, và có kèm cho các bác một cái cáp sạc vào, hoặc các bác có thể cắm trực tiếp chân USB này cũng được. Đó thì tùy theo. Đấy, và các bác chỉ cần cắm phát này là có pin luôn này. Đấy, thì các bác có thể dùng ở trên đấy, đang sạc vào được các bác này. Các bác có thể dùng ở trên ô tô này, hoặc là mình để trên xe này, hoặc mình mang đi học đi làm này. Đấy, có báo pin luôn nhá, có báo pin. Và trên đầu này thì nó sẽ có cho các bác một cái đèn pin luôn. Con này thì các bác không cần phải mang dây dợ đi lằng ngoằng, tại vì nó đã có sẵn ở đây rồi. Các bác chỉ cần cắm vào cho em xong thôi. Cắm trực tiếp vào cái ba mẫu điện thoại này, Samsung, IC, iPhone đều ok hết nhá. Có báo pin và có cả đèn pin luôn nhá. Ở đây nó sẽ có cái đèn pin như này các bác này. Đấy, các bác nhấn nút này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn pin rất là sáng luôn, có cả hai đèn luôn. Đấy, có chân sạc vào sạc ra đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá sẽ là 200 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là sạc dự phòng A nhá. Đấy, sạc dự phòng này. Dự phòng A. Giá sẽ là 240k cho một em như này, và bao ship tận nhà cho các bác luôn. 240k nhá. Bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kìm đỏ nhá. Các bác lên cho em là kìm đỏ. Đấy, nó về thì nó sẽ có 3 màu là màu đỏ, màu xám và màu xanh như này. Nhưng bên em lên thì em lên tên nó là kìm đỏ. Đây nó sẽ là một cái mẫu kìm đa năng. Các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây các bác này. Đấy. Cắt, bấm, tuốt, nói chung là đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác một cái kìm đỏ đa năng như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Chức năng của nó thì thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt này. Tuốt dây, bấm cốt này, rồi cắt dây này, xoắn ốc này, rồi vặn dây, vặn giếc đều ok hết nhá. Hàng đa di năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. 100k. Đấy. Giá sẽ là 100k cho một con kìm đa di năng như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là
kim đỏ nhá, kim đỏ giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Một quận này của nó thì nó sẽ là bản là 10 phân thì các bác lên cho em là keo 10 nhá. Đấy. Keo 10, lên mã giúp cho em đó là keo 10 này. Keo 10, bản của nó sẽ là 10 cm. Thì chiều dài của nó vào khoảng là 5 m, dài khoảng 5 m và bản 10 cm. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một quận keo dán tôn như này. Thì con này nó sẽ chịu được nhiệt độ rất là cao luôn. Đây, từ 110 độ C đến âm 40 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ rất là cao. Và về nhà các bác bóc ra, các bác dán vào mái tôn này hoặc là các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Các bác có thể dán trực tiếp lên nước cũng được luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác thấy không? Thì các bác dán lên mái tôn mới riếc nhá. Độ bám dính cực kỳ là tốt luôn. Cái này thì các bác càng để thì mưa nắng nó càng cái tôn nó càng cái cao su non này nó càng thẩm thấu ra thì nó càng mít vào các cái bề mặt luôn. Đó. Nước đang chảy vẫn dán bình thường. Đấy, các cái khu vực mái tôn này, tường bị thấm rột này, nền nhà rồi mái bằng cái thứ đấy là các bác dán vào cho em. Mái tôn, mái bờ rô rồi nói chung là đa di năng hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Đấy, máy đo huyết áp này. Đấy, cái con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được luôn. Đây, đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết. Con này nếu như các bác ra hiệu thuốc mà mua nhá, họ sẽ bán cho các bác khoảng 400-500 nghìn cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy, và đây thì về nhà các bác đo đạc thì các bác chỉ cần là xỏ tay vào đây mình đo thôi, đấu dây vào cho em, cắm dây vào đây. Đấy, và đây là thân máy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lắp pin nhá. Các bác lắp cho em là 4 quả pin tiểu nhỏ vào đây, sau đó các bác sử dụng thôi. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp này. Mình cầm cho anh cái quả pin bé đây nào, bóc này ra cho em này. Đấy, sau đó thì các bác lắp pin vào này, lắp pin vào. Đấy, lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Các bác lắp pin vào cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, 4 quả. Lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Đây, các bác xỏ tay vào đây này. Đấy. Xỏ tay vào đây cho em. Đây, xỏ tay vào đây nhá. Đó. Xỏ tay vào đây xong đó thì các bác đây. Các bác xỏ tay vào này, các bác dán vào cho em. Đó. Dán vào nhá. Đây. Dán vào này. Sau đó thì các bác lắp sẵn pin vào nhá. Lắp sẵn pin vào. Con này thì nó sẽ có cả đo huyết áp, đo nhịp tim cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nói chung là bác nào mà có tí bệnh nền là các bác sử dụng cái này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì nói chung là em cũng giới thiệu qua thôi, còn tại vì là đa số những người mua cái này là đều có bệnh nền hết. Đấy, đều có bệnh thì mới phải mua con này, hoặc nếu mà các bác không thì các bác mua về mình sử dụng cũng được. Đấy, đây các bác này, bật nguồn lên này. Đấy. Máy bắt đầu chạy là nó bắt đầu đo cho các bác là đây, hơi nó lên các bác này, hơi nó lên. Đấy, nó sẽ bơm hơi ở đây này. Nó sẽ lên này, nó sẽ đẩy lên này. Đấy, và thông số nó nhảy này. Đấy, đây các bác này. Đó, của em đang là 153. Đấy, 153 trên bao nhiêu đấy. Nói chung là bác nào có kiến thức về đọc cái này thì các bác bình luận cho em nhá. Đấy, rất là tiện thôi. Và nút nguồn ở đây, các bác chỉ cần tắt nguồn đi là xong. Đấy. Thì con này bên em bán là 260.000 nhá. Và không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào thôi. Đấy. Tự mua pin các bác lắp vào cho em. Đấy. Giá thì sẽ là 260.000. Lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp 260k một con. Đấy. Về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều ok hết nhá. Máy đo huyết áp. Giá sẽ là 260k và bên em bao ship rồi. Không có pin nhá. Không pin. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin lắp vào cho em. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhận pin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kèm theo không có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em ship code toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên bên em lên cho các bác đó là cái keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh. Đấy, nó vỏ màu xanh như này. Bên em lên nó sẽ là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ và bên em bán là combo 3 típ là 50.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một típ như này. Một hộp của nó sẽ là 60g. Một típ này là 60g nhé. Lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, và bên em bán theo combo. Đấy. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Đấy. Một típ thì sẽ là bằng 20k nhé. Đấy. Và 3 típ thì sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn.
Pin đã có keo siêu dính Nomon nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomon nào công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy các bác nhá, giá thì chỉ có 20.000 típ này thôi, và mua 3 típ thì sẽ là 50.000. Lên xem là keo đa năng xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Đấy, thuốc trị Long Ben Hắc Lào, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bác nào chuyên bị Long Ben Hắc Lào này, đấy, Long Ben Hắc Lào rồi nấm ngứa này, đấy, nấm ngứa. Đấy, và các cái bệnh ngoài da mãn tính thì các bác dùng cái này cho em từ 1 đến 2 típ là sẽ khỏi dứt điểm cho các bác luôn. Đó, cái này em bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì chuyên trị Long Ben, Hắc Lào, nấm ngứa. Đấy, kẽ chân, kẽ tay các bác bôi này cho em, khỏi luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một típ này thôi. Lên cho em là Long Ben, Hắc Lào nhá, 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Đấy, bình 20, dung tích là 2 lít. Vỏ bên ngoài của nó thì bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và con này dung tích của nó 2 lít này, bên trong cũng bằng inox luôn. Con này thì không giữ nhiệt đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia. Đấy, hoặc là nói chung là đa xi năng, các bác cứ đựng nước là ok. Còn nó không có tính năng giữ nhiệt, tại vì cái giá của nó thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k. Các bác dùng để đựng nước uống này, đựng nước ở trên phòng này. Đấy, nhà có phòng thì các bác đựng vào trên phòng, hoặc là đựng nước uống để bàn có khách khứa, vừa sang xịn mịn, vừa đẹp, vừa lịch sự. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, bình 20 nhá, 80.000. Sao lại nó lại giá nó lại rẻ vậy các bác ơi? Đấy, 80.000 cho một con bình như này, bằng inox rất dày dặn chắc chắn. Dùng thì thao thoải mái ok luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là máy cạo râu 9D nhá. Con này thì lại còn giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một em máy cạo râu như này. Hàng 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho các bác nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác chức năng đầu tiên đó là cạo râu này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cái phần cạo 3 lưỡi như này, 3 lưỡi kép cạo cực kỳ sạch luôn. Đây, các bác chỉ cần đưa vào là mình cạo thôi. Đó. Lưu ý các bác khi cạo thì các bác đi chậm đi em. Đi chậm để cho lưỡi nó ăn vào, nó cạo cho râu nó sạch nhá. Đó. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt xèo xẹt chưa? Đó. Thứ nhất là các bác đi chậm cho em nhá, đi chậm cho em này. Đấy, đây râu nó đứt rồi này các bạn này. Đó. Các bác đi chậm cho em. Đấy, sử dụng xong thì các bác tháo ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cho em cái phần là đây. Đấy, nó có cái phần là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lắp vào. Lắp vào, tỉa lông mũi này. Đấy, cứ lắp vào cho em là xong. Đó, tỉa lông mũi này. Có cái phần tăng đơ này, tăng đơ này. Đấy, tiếp theo nữa là có cái phần cho các bác để massage này. Đấy, massage để mình kê cái phần chổi như này để các bác massage mặt. Đấy, massage mặt nữa rất là ok. Giá thì chỉ có 95.000 thôi, combo cho các bác là 4 đầu để các bác thay tháo nhá. Đấy, massage mặt này, cạo râu này, tỉa lông mũi này, rồi tăng đơ chấn viêm. Đấy, một con hàng con này là 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một con hàng như này nhá. Và cái giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho anh em và các bác. Đấy, hàng 4 chức năng cho các bác luôn. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một con này thì nói chung là các bác cũng chả đi đâu mua được con này. Đây, có cáp sạc, cáp siếc hẳn hoi. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. 95k. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này thì giá quá hạt rẻ rồi. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích luôn. Đấy, 95.000. Không thể tin nổi luôn các nhá. Đấy, chả đi đâu mà mua được một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá chỉ có 95k thôi. 95k. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một con kìm như này. Các bác dùng để mình bấm cúc quần, cúc áo, nói chung là đa chức năng, hoặc là
bấm cúc của các cái chi tiết khác đều ok hết. Lên cho em là kìm bấm cúc, giá thì một cái bộ như này chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tiện dụng, dễ sử dụng được, chị em tin dùng mua nhiều. Đấy, chỉ cần lắp vào này xem là xong. Nó rất là tiện luôn. Rất tiện cho các bác sử dụng nha, và cái giá thì rất hợp lý các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp vào là xong. Sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lường đang ra tiệm sửa thì mấy bạn sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc được liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn. Rất là ngon đấy. Lỡ có mà bị rộng hay là cái áo sơ mi cổ rộng quá thay vì máy cối được. Bấm là xong luôn, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo khô các bác nhá. Đấy, táo khô các bác này. Đây, đấy, táo khô. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, táo khô của Samsung Hàn Quốc đây. Đó, Korea Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đây, một bịch như này. Đấy. Bịch này rất là đẹp các bác này. Đó, hàng táo đều đẹp nhá, táo đều đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đây, hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy, toàn bộ của Hàn Quốc hết nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt Hàn Quốc đàng hoàng. Anh mình hộp của nó chất lượng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là táo Hàn Quốc nhá. Táo Hàn Quốc giá của nó sẽ là con này thì phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn nhá. Đây thì phần bán của nó số 1 Hàn Quốc luôn này. Korea các bác này. Đó. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là táo khô, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một hộp táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Đấy, con này thì chuyên để tẩy son nồi này. Xong nồi vành bánh xe. Đấy, xong nồi vành bánh xe ô tô rất là tiện luôn. Đây. Đấy bác nào có ô tô thì các bác cứ mua cái này về cho em. Mình dùng chuyên để tẩy ô tô rất là tiện đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước vào, cho làm ướt bề mặt, sau đó thì mình cho cái này vào. Sau đó thì mình đánh thì cọ đi là sẽ sạch luôn. Lên cho em là tẩy xanh 25k cho một hộp tẩy xanh như này nhá. 25.000. Đây em có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy đó, giá 25k đó nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm nhá. Đèn nấm thì cái này các bác dùng nó là đèn ngủ nhưng mà em lên tên nó đèn nấm tại vì nó hình cây nấm như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ không lên đâu nhá. Ban đêm trời tối nó sẽ lên, đây em che đi này. Đấy, em che đi là nó tối là nó sẽ lên thôi. Đó, ban ngày thì cảm biến là nó sẽ không lên nhưng mà ban đêm trời tối là nó sẽ lên các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ đang sáng quá nó không lên được. Đấy các bác này, đấy. Đấy, em che đi, phải che hẳn đi này thì nó mới lên này. Đấy bác thấy không, đó. Thì các bác dùng để làm đèn ngủ nó rất là tiện. Đấy, mình cắm trực tiếp vào ổ điện nhà mình. Đấy, ban ngày thì nó sẽ không sáng và ban đêm thì nó sẽ sáng để cho các bác đi lại ở những khu vực nào các bác chỉ cần sáng ban đêm thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá sẽ là 25k. Đó. Đèn nấm này, đấy. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trong cái đèn nấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Dép đi trong nhà thì ai cũng đi vừa cả và nó cũng không quan trọng màu sắc đâu. Giá thì chỉ có 35.000 trong đôi này thôi. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nỉ này. Đây là bằng nhung này. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp nhá. 35k. Các bác chuyên dùng để đi trong nhà nó rất là tiện ích, sạch sẽ. 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc. Đây. Hàng của thương hiệu Philips này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe. Đây em cắm trực tiếp cho bác xem. Máy sử dụng trực tiếp điện 220V nhá. Đấy, đây. Đấy có theo. Rất mạnh luôn nhá và nóng rất là nhanh luôn. Nóng rất là nhanh. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả. Các bác bật phát nóng luôn các bác. Đấy, công suất của nó là 3000W. Bật phát nóng luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ có chức năng là nóng thôi nhá. Chức năng là nóng thôi. Đấy, gọi là máy sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc giá sẽ là 35k. À 130.000. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k là con máy sấy tóc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chắn. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì nó sẽ là dòng chắn dầu mỡ nhá. Đây, các bác dùng để chắn vào cái bếp ga này rất là tiện ích này. Đấy, chắn dầu mỡ.
Đấy, chắn dầu mỡ khi mà các bác đun thì dầu mỡ nó văng ra thì các bác chắn lại cho em. Đấy, kích thước của nó sẽ là một chiều là 32 cm và một chiều là chiều dài là 84 cm nhá. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k nhá, 25k cho một cái chắn dầu mỡ như này. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá, 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái sen như này và ở đây nó sẽ có một cái đầu vòi cao su như này. Khi tắm thì các bác dùng để massage kỳ cọ được luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con sen cao su như này thôi. Đấy, có cả sen cả dây như này. Đây, đầu này để các bác kỳ cọ này. Đấy, vừa kỳ cọ massage được luôn, rất là tiện. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trên tay và cũng có các cái chế độ này. Có 3 chế độ để xả nước rất là ngon lành luôn. Lên cho em là sen cao su. Giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con sen cao su như này. Con này thì cũng rất là tiện ích. Đấy, lên cho em là sen cao su nhá. Đấy. Sen cao su này, sen cao su giá sẽ là 90k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó, thì nó đây sẽ sen tắm như này, các bác dùng để massage này, kỳ cọ này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái sen tắm cao su này giá chỉ có 90.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Đấy, phích cắm thì sẽ là 20.000 cho một cái phích cắm như này và có đèn báo này. Đấy, cái phích cắm này thì sẽ có đèn báo cho các bác. Đây. Đấy, cái phích cắm này có đèn báo này các bác này. Cắm vào là có đèn báo sáng như này. Đây, rút ra này. Cắm vào có đèn báo sáng này. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng nhá. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng như này. Con này thì sẽ là 20.000. Đấy, còn cái phích cắm thì sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Dòng cao su non. Đập phá thoải mái cho các bác nhá. Đấy, cao su non như này, đập phá thoải mái luôn, lõi bằng đồng hết. Đều là 50.000 một cái nhá. 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc. Công suất của nó lên tới là 250V 16A. Đấy, 50.000 một chiếc, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác dùng đập phá thoải mái cho em luôn. Đó. Đập phá thoải mái nhá, hàng cao su non, yên tâm sử dụng. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 một chiếc này thôi. Hàng 3 chân và hàng 5 chân đều là 50.000 nhá. Riêng con 3 chân này có đèn báo, con 5 chân không có đèn báo. Về nhà các bác xoáy ra cái nối dây vào đây cho em. Rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các mã hàng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác là gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bên em ship code toàn quốc nhá. Từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Các bác cứ mua giúp cho em đủ 200.000 thôi. 200.000 thì nó cũng rất là đơn giản, không có gì là to cả. Các bác cứ mua đủ 200 rồi cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xi đánh giày nhá, xi đánh giày. Mã này thì trước Tết thì em cũng có đặt hàng nhưng mà hàng nó không về kịp trước Tết. Thì đây giờ hàng về để phục vụ các bác. Đây, nó sẽ có màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, về nhà thì các bác bóc ra như này cho em này. Sau đó thì mình lấy cái phần bông này ra. Đây, các bác lấy cái phần bông này ra này. Đấy, lấy cái phần bông này ra. Lấy phần bông này ra và các bác quệt vào. Sau đó thì mình đánh vào cái phần giày dép của mình thôi. Đấy, mình đánh vào cái phần giày dép của mình. Thì con này nó là vừa tạo độ bóng này, độ bóng, độ mịn và giúp cho cái giày của các bác nó da nó mịn và nó mềm nhá. Da mịn mềm, đó. Thì giá thì và rất là thơm luôn nhá. Cái này mùi của nó cũng rất là thơm. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là xi ở bên dưới và cái chổi bông ở bên trên. Thì các bác cứ thế là mình đánh thôi. Rất là tiện. Có màu đen và màu nâu nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ xi đánh giày này thôi. Lên cho em là xi đánh giày. Giá sẽ là 30k cho một hộp mà xi đánh giày như này nhá. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên cho em là thảm 46 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 này. Đấy. Thì con này chất liệu của nó bên dưới là bên dưới của nó là bằng cao su non này, bên trên thì bằng nỉ nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Kích thước của nó là 40x60. Đấy, lên cho em là thảm 46 nhá. Con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 cho một chiếc như này. 45.000 cho một chiếc thảm 46 như này. Lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46 giá sẽ là 45k. Đó. 45k cho một chiếc thảm 46 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình voi nhá, bình voi. Dung tích của nó thì nó sẽ là dung tích là 1 lít đến 1 lít 2 nhá. Hàng về tùy theo lô. Đấy, có lô thì 1 lít, có lô thì 1 lít 2. Tùy theo lô nó về nhá. Lô này thì nó sẽ là 1 lít 3 này. Đấy, có lô thì 1 lít 2, có lô thì 1 lít 2. Một lô lít 3 nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ có cho các bác là cái nắp một cái hệ thống ống mút này. Ống mút này thì nó sẽ là dòng ống mút tự động rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác đút cái này vào cho em. Đây, đút vào đây.
Đó. Và các bác cho cái đầu mềm này xuống dưới nhá, cho cái đầu mềm này xuống dưới. Đây, đầu mềm xuống dưới này. Sau đó thì các bác xoáy nắp lại chưa? Xoáy nắp lại, ấn nó xuống xoáy nắp lại. Đấy, và khi các bác chỉ cần mở ra như này thôi thì cái nắp nó sẽ đẩy lên nhá. Mở ra nắp đẩy lên này. Đấy, các bác ấn thì nắp lại vào, mở ra nắp đẩy lên. Thì rất là tiện để các bác có thể dùng mình uống nước này. Đấy, sai qua sách rất là đẹp luôn. Và giá thì một con bình voi hàng của Nhật cao cấp như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? 120.000 cho một cái bình voi như này thôi nhá. Đúng giá đấy. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó, bình voi. Giá chỉ có 120 cành thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Dùng 160.000, xin lỗi các bác nhá. Đấy, 160.000. Đấy, em nhớ nhầm giá mà nhá. Đấy, xin lỗi các bác. Sao cái bình voi này 160.000 các bác nhá. 160.000 cho một cái bình voi như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 đến 1 lít 3. Đấy, kích thước của nó đây. Con này thì giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 160k các bác nhá. Xin lỗi các bác, nhầm giá 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá Vĩnh Cửu nhá. Đá Vĩnh Cửu bắt đầu sang mùa hè rồi. Miền Bắc thì chuẩn bị, miền Nam thì các bác đã bắt đầu nóng rồi. Và các bác phải dùng cái đá này rất là nhiều. Thì đây nó sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức. Nó sẽ là một cái viên đá khô như này. Về nhà các bác bỏ vào trong cái ngăn đông của tủ lạnh này. Trong ngăn đông của tủ lạnh, ngăn đá đấy. Sau đó thì các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt. Và các bác uống nước lạnh. Muốn uống nước lạnh thì các bác chỉ cần là bỏ cái viên này vào viên vào bia, vào nước ngọt cho em. Đấy, hoặc vào rượu. Vừa là không mất hương vị, vừa tạo độ lạnh, độ mát rất là tốt luôn. Và cái giá thì chỉ có 70.000 thôi, 70.000 nhá. Đấy, 70.000 cho một cái hộp đá Vĩnh Cửu này bao gồm cho các bác là 6 viên. Lên cho em là đá Vĩnh Cửu nhá. Đấy, đá Vĩnh Cửu giá sẽ là 70k cho một hộp. Đấy, 70.000 cho một hộp đá Vĩnh Cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thuốc Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào giá sẽ là 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này các bác này. Đấy, 30.000 cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Đấy thì các bác bị Long Ben lắc hắc lào, nấm ngứa, vẩy nến các thứ là bôi khỏi hết cho em nhé. Đấy, lên cho em là Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30k cho một típ Long Ben Hắc Lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ hàng của thương hiệu Long Jin nhá. Long Jin. Đó, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một cái mẫu là mặt đen và một mẫu là mặt trắng như này. Đấy, đồng hồ Long Jin, mẫu mặt đen, mẫu mặt trắng như này. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một cái mẫu đồng hồ Long Jin như này. Đấy. Hàng cực kỳ là ngon luôn, đồng hồ Long Jin của Nhật nhá. Đây. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Long Jin. Đó, con này thì sẽ là 250.000 cho một con đồng hồ Long Jin như này. Đó, 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đồng hồ Rolex này. Đấy, đồng hồ Rolex, con này thì nó sẽ là Rolex màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 tròn nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. 300.000 giá sẽ bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đó, bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đồng hồ Rolex này có lịch báo đàng hoàng các bác nhá, có lịch báo đàng hoàng như này. Một con đồng hồ Rolex như này giá của nó sẽ là 300k. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả, một hộp này của nó 10 chiếc, giá thì sẽ là 70.000. 70.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Cái này bao nhiêu nhỉ? Xiên hoa quả này. 50.000 các bác nhá. Đấy, trước em bán là 70.000. Lô này về giá cực tốt cho các bác luôn, hàng dày dẫn chắc chắn. Đẹp, hàng của thương hiệu Winling của Đức hay người này. Đấy. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc như này. Các bác dùng để xiên hoa quả này rồi đồ ăn, thức uống đều ok hết nhá. Đấy, các loại đồ ăn hoa quả hoặc là các bác ăn trong bữa ăn mà có cái gì cần xiên thì các bác sử dụng cái này chứ em. Nó rất là tiện và sạch sẽ. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Một hộp này của nó là 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một hộp 10 chiếc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện. Giá chỉ có 60.000 thôi mà các bác được tặng kèm tới 4 đầu bàn chải. 4 đầu bàn chải, một thân máy này. Một thân máy, 4 đầu bàn chải cho các bác luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng và kèm một cái cáp sạc. Đấy, kèm một cái cáp sạc luôn, đây. Đấy, con này thì quá là tuyệt vời rồi. Đây. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Đấy, giữ lì cho em. Giữ lì cho em nhá. Nếu mà con nào mà các bác bật không lên thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin thì các bác sạc ở đít này. Đó. Đấy, để lâu nó hết pin.
Đấy, được rồi. Đấy, các bạn này, độ rung của nó rất là mạnh luôn. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên một phút nhá. 32.000 lần trên một phút. Độ rung của nó rất là mạnh luôn. Và nó có các cái chế độ là làm sạch, làm trắng, rồi vệ sinh niếu, vệ sinh lợi đầy đủ cho các bác này. Đấy, có 5 chế độ như này. Các bác sẽ có cho các em là 4 cái đầu bàn chải như này nhá. 4 đầu bàn chải nguyên niêm phong như này. 4 đầu bàn chải như này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tính ra là cũng chỉ bằng các bác đi mua 4 cái bàn chải 15.000 một chiếc thôi, 60.000. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một bộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái chốt cổng nhá. Đấy. Các bác lên đã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá, chốt cổng tự động. Đây nó sẽ là một cái chốt thế này, nó rất là tiện này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho cửa vào là nó sẽ sập vào thôi. Đấy, còn khi mà tháo ra thì các bác nâng cái này lên là nó sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác chỉ cần sập này là nó sẽ vào. Đấy, lên cho em là chốt cổng tự động nhá. Bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho cái chốt cổng tự động như này các bác nhá. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động, giá sẽ là 40k. Đó. Chốt cổng này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Chốt cổng giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Đây em sẽ có video. Các bạn này. Các bác gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đấy, các bạn sập phát nó vào luôn, nó rất là tiện nhá. Đó. Các bạn có thể đến cái điểm khóa phía dưới đó. Bắt đầu cần tìm một hàng. Đây là cái khóa cổng tự động nha các bác. Con này rất là dễ dàng và cứng cáp, và giá chỉ có 50.000 thôi. Các bạn gạt chốt lên để mở ra rất là nhẹ nhàng. Đóng lại thì nó sẽ tự động chốt. Rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra các bạn có thể đến cái điểm khóa phía dưới đó. Bắt đầu cần tìm một hàng. Đấy. Con này thì trước em đang bán là 40.000, đợt này hàng nó đồ sắt nó lên một chút thì con này các bác lên cho em là chốt cổng nhá, giá sẽ là 45.000. Đó, chốt cổng giá sẽ là 45k cho cái chốt cổng này. Đó, 45.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chốt cửa này, chốt cửa thì sẽ là 40.000. Cái này thì các bác có thể nó nhỏ hơn thì các bác có thể dùng để mình chốt cửa chuồng chó, chuồng mèo hoặc là các cái cánh tủ, cánh chiếc. Đấy, nó nhỏ gọn đây. Thì nó sẽ nhỏ gọn này, cái này các bác lắp vít vào đây cho em này. Đấy. Khi mình mở ra thì kéo cái này ra thì nó sẽ đẩy ra này. Đấy. Đây nó sẽ có cái lò xo, các bác kéo này nó sẽ đẩy ra. Đấy, kéo này nó đẩy ra này. Đấy, kéo này mạnh lên cho em, kéo mạnh lên cho em là nó sẽ đẩy ra. Còn khi các bác sập thì nó sẽ có quán tính là nó sẽ tự sập vào thôi. Đó, con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40k nhá, 40k. Lên cho em đó là chốt cửa tủ. Đấy, chốt cửa tủ giá sẽ là 40k. Đấy, còn con kia là chốt cổng thôi. Cái này các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá. Đấy. Chốt cửa tủ này, giá sẽ là 40k. Đó. 40k cho cái chốt cửa tủ như này. Đây em cũng có video luôn. Đây các bác này. Đang tiện lợi dễ. Đấy, các bác thấy không? Đây, chỉ mình chỉ đẩy này là nó sập vào thôi. Rất là tiện. Đấy. Rất tiện luôn các bạn. Đó, tiện lắm. Sập này là nó vào, còn khi đẩy ra thì các bác chỉ cần là hất là nó ra thôi. Và con này các bác chỉ cần bắt vít vào cho em là xong. Đó. Rất là tiện nha. Chốt khóa cửa tủ hòm tự, động đa năng tiện lợi dễ, dáng lắp đặt, được tin dùng. Con này thì các bác lên cho em là chốt cửa tủ nhá, giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày đây. Giấy lau giày con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác chuyên dùng để mình lau giày, lau dép rồi nói chung là có thể là vệ sinh bàn ghế cũng đều ok hết, tại vì nó có cho các bác cái xà bông tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ việc lau thôi. Ngoài lau giày, lau dép thì các bác có thể lau tủ, lau bàn, lau ghế đều ok hết. Nhưng mà con này chuyên dùng để lau giày. Chuyên dùng để lau giày. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này nhá. Đấy. Đây ví dụ như là cái dép của em đây. Đấy, nó đang ố vàng như này. Em lau là nó sẽ cải thiện cái độ sạch của nó lên tới 90% luôn. Các bác này. Đấy, đây. Em sẽ lau cho các bác xem. Đấy, bỏ cái khăn này gần như. Đấy, đây nhá. Nó đang ố vàng này. Em đánh một lúc này. Đấy, các bác có thể là nếu mình có thời gian thì mình cứ đánh này, sau đó thì để nó ngấm vào cho nó tẩy sạch đi, sau đó thì các bác lau đi cho em. Đấy, còn đây là em đánh trực tiếp xem, em lau luôn cho các bác xem. Cái độ sạch của nó cũng phải lên tới 90% luôn các bác nhá. Đấy, và nó sẽ có cái xà bông như này. Cái này là thực tế luôn chứ không phải là hoa mỹ gì cả nhá. Đây, để em lau đi các bác này. Đấy, lau đi. Đấy, các bác thấy không? Đó, đây, nó sáng bóng này luôn này, gần như mới luôn nhá, gần như mới luôn. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000. 20.000 cho một bịch như này thôi. Lên xem đó là giấy lau giày nhá. Giá sẽ là 20k cho một bịch như này. 20.000 cho bịch giấy lau giày như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đũa vàng, đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 10 đô. Đấy. Hàng đũa mạ vàng của Hàn Quốc cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Một vỉ 10 đô nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 thôi. Giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa bao gồm 10 đô như này. 35k.
đầu mạ vàng cực đẹp luôn. Hàng thì hàng của Hàn Quốc, rất đẹp, rất mê ly cho các bác nhá. Về nhà các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. À, hàng thì được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì chỉ có 35k thôi. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích rồi. Hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm mà sử dụng nhá. Đấy, hàng Hàn Quốc yên tâm sử dụng đây. Korea có này, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, đây, Korea này. Thôi lên xem là đũa mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. Đấy, con này trước em đang bán là 50.000 nhá. Đợt này về chi ân cho các bác đầu năm giá tốt luôn, 35k. Đó, đũa mạ vàng Hàn Quốc rồi, ok.